đến nay vẫn còn đang hôn mê, hu hu, Phượng Nhược Nam khóc như mưa, vốn là nữ anh hùng cân quắc trên xa trường nhưng gần đây trở nên vô cùng mẫn cảm, động một chút lại khóc. Kết quả tiếng khóc đã đánh thức đứa trẻ, tay chân nàng ta lại luống cuống ôm lấy đứa trẻ dỗ dành, con của ta, con trai số khổ của ta. Đợi cảm xúc dần ổn định, lại ngẩng đầu hỏi Thanh Nhi đâu? Thanh Nhi không sao chứ? Sao không thấy Thanh Nhi trở về? Lam Như Đình, vốn vương gia định cùng đưa quận chúa bí mật trở về, nhưng quận chúa không chịu về, cứ một mực ở bên đạo gia đang hôn mê. Phượng Nhược Nam A à một tiếng, như nghĩ ra gì đó, với việc này, nàng ta có thể lý giải được. Lại tới mật đàm, nghe thấy đệ tử báo cáo, tưởng vãn lâu lại hỏi, vẻ mặt gần như vặn vẹo. Khuôn mặt tả thừa phong và mễ mãn cũng trầm xuống, người bên Yến Quốc tới, là đệ tử Linh Kiếm Sơn Yến Quốc, tên là Tân Cát Khuê, nói là tới để mật đàm. Trước đó Nghiêu Hữu Đạo tới mật đàm, đàm đến mức bên này tổn thất nặng nề bây giờ lại một kẻ mật đàm nữa tới là muốn làm gì ngoá nó không phải lại định chơi xỏ nữa chứ lần trước chỉ hai người tới lần này còn hay ho hơn chỉ tới một mình thế này là chơi đến nghiện hay coi bên này là đồ ngu để đùa giỡn khinh người quá đáng đệ tử đến báo nói vâng hắn nói là như vậy nói là phụng mệnh đến đây tưởng vạn lâu hỏi chắc chắn là người của linh kiếm sơn chứ đệ tử nói không sai đâu ạ à, người này đệ tử biết là đệ tử chân truyền của mạnh tuyên Tưởng vạn lâu quay đầu hỏi hai người khác, tả huynh, mễ huynh, các người thấy thế nào? Tả thừa phong nói một câu, nếu hắn thật sự có thành ý đến đàm phán thì bảo hắn ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, trước tiên khống chế người lại, sau đó lục soát toàn thân, chỉ cần có gì bất thường lập tức chặt hắn thành thịt muối. Được, cứ làm vậy đi, tưởng vạn lâu gật đầu, khua tay nói, đưa người tới đây. Dứt lời liền chắp tay đi qua đi lại, ông ta muốn xem thử đối phương còn có thể làm trò quái gì, ông ta không tin nơi này toàn là đồ ngu dễ bị gạt như vậy không lâu sau tân cát khuê được đưa đến không hề sợ hãi trước mặt bao người mặt mày mỉm cười tao nhã lễ phép chắp tay gặp qua ba vị trưởng môn tưởng vạn lâu hỏi mạnh viên bảo ngươi tới mật đàm cái gì tân cát khuê rất có phong thái dáng vẻ bình thản nói dĩ nhiên là chuyện rất được chư vị hoan nghênh tưởng vạn lâu à hẳn là yến quốc bằng lòng lui binh rồi Tân Cát Khuê, ta đến đây không liên quan đến chuyện lui binh mà có chuyện khác quan trọng cần báo với ba vị trưởng môn. Không lui binh thì có gì để bàn? Tưởng Vạn Lâu chỉ ngón tay, người đâu? Trước tiên chặt hai cánh tay của hắn cho ta rồi tính sau. Hai tên tu sĩ nhanh chóng vào tới ấn Tân Cát Khuê xuống. Tả Thừa Phong đưa tay ra, vốn định ngăn lại muốn nói để đối phương nói hết lời rồi hành động cũng không muộn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng từ bỏ suy nghĩ này, biết Tưởng Vạn Lâu đang muốn chút giật bên kia chặt tay một đệ tử của ông ta, ông ta muốn đòi cả gốc lẫn lãi chặt đi cả hai tay tên này. Tân Cát Khuê rất có phong phạm sau khi bị ấn xuống vẫn nhẫn nhịn được, cũng có thể nói là khá can đảm, cũng không nghĩ sẽ có chuyện vừa gặp mặt đã ra tay với sứ giả, chỉ cho rằng đối phương đang dọa mình, giành quyền đưa ra có điều kiện có lợi nên hét lên, hai nước giao chiến không chém sứ. Tưởng Vạn Lâu cười lạnh lùng, ngươi mà là sứ giả gì? Cũng được, ta không chém sứ, chỉ chặt tay ngươi mà thôi hai tu sĩ chụp lấy tay tân cát khuê một trái một phải cưỡng ép kéo ra ngoài rút kiếm ra lúc này tân cát khuê mới ý thức được đối phương không phải chỉ đang hù dọa y mà muốn chặt tay y thật nên lập tức bị dọa mất hết phong phạc sắc mặt thay đổi liều mạng dãy ruộng nhưng một thân pháp lực của y đã bị khống chế chẳng khác gì một phàm nhân bị hai tu sĩ lôi kéo liền hoảng sợ hét lớn nghiêu hữu đạo chẳng lẽ các ngươi không muốn giết nghiêu hữu đạo sao hai đệ tử đang giữ lấy y lập tức nhìn về phía trưởng môn ánh mắt dò hỏi Lông mày tưởng vạn lâu nhíu lại, khẽ hất cằm cứ chặt trước rồi nói sau. Dừng tay, dừng tay, ta có chuyện muốn nói, ta có chuyện muốn nói. Tân cát khuê cuốn quyết kêu to, nhưng vô ích, đối phương căn bản không thèm nghe bất kỳ lời giải thích nào của y. Thực ra trước đó nhiều hữu đạo đã nói với bên này quá nhiều rồi, lời nào mà không hợp tình hợp lý chứ, nhưng kết quả đều chả là cái quái gì. Hai tu sĩ trái phải kéo tay y ra dơ kiếm lên chém xuống, hai cánh tay lập tức bị chém ngay tại chỗ, hai dòng máu tươi bắn ra a à, tân cát khuê hết thảm một tiếng hai cánh tay bị giữ vừa bị chặt cả người liền ngã ngay xuống đất hai tay máu chạy ồ ạt nằm trên mặt đất run rẩy không chỉ chặt tay mà cả hai cánh tay của y cũng đều bị chặt xuống tả thừa phong và mễ mãn nhìn nhau đều biết tưởng vạn lâu vừa phải chịu thiệt một bụng nghẹn khuất trong đó giờ có kẻ dâng tới cửa để chút giận dĩ nhiên tưởng vạn lâu sẽ không bỏ qua lấy lại chút thể diện để đẹp mặt với chúng đệ tử bên dưới tưởng vạn lâu khẽ hất cằm ra hiệu hai tên đệ tử ném cái tay cụt đi, cùng bước lên giúp tân cát khuê cầm máu, muốn giết cũng không cần gấp gáp vào lúc này. Đợi sắc mặt trắng bệch đau đớn không chịu nổi của tân cát khuê dần bình thường lại, tưởng vãn lâu lên tiếng nói, giết nghiêu hữu đạo sao. Người của Yến Quốc chạy đến đây đòi giết người của Yến Quốc, đúng là thú vị thật. Trường 1301 đi, đi ngay. Nếu có lòng đàm phán, chắc hẳn các người cũng sẽ không để ý đến hai cánh tay này đâu, nói đi, muốn nói cái gì. Tốt nhất nói thật, nếu không sẽ chặt tiếp đầu của ngươi. Tân Cát Khuê trong lòng bi phẫn vô hạn, trước đó Mạnh Tuyên có gọi mấy đệ tử tới, hỏi ai bằng lòng đi làm thuyết khách, mấy đệ tử này đều tranh nhau lập công, cuối cùng miệng lưỡi y lanh lợi nhất nên khiến Mạnh Tuyên hài lòng, được y chủ động giành đi. Ai ngờ còn chưa kịp thi triển tài ăn nói của mình để thuyết phục đã bị người ta chém hai cánh tay trước. Hối hận, hối hận không nên tới đây, công lao có lớn mấy cũng không thể bù đắp được hai cánh tay, Linh Kiếm Sơn là người dùng kiếm, không có cánh tay tu vi cũng giảm đi nhiều, Tiền đồ coi như xong, công lao lớn đến mấy cũng không thể bù lại được. Việc đã đến nước này, hối hận vô dụng, đã nhận nhiệm vụ thì phải hoàn thành, nếu không tội này phải chịu uổng rồi, chỉ mong sau khi hoàn thành nhiệm vụ, xin sư phụ dẫn đại quân công phá Triệu Quốc báo thù mối hận này. Mặc dù vậy, y vẫn hỏi một câu, sao lại đối xử với ta như vậy? Thực ra y cũng biết đại khái nguyên nhân, chính là bởi vì biết nguyên nhân, mới cho rằng mình chắc chắn sẽ thuyết phục được, ai ngờ đối phương không thèm nghe nói gì đã tìm cớ trực tiếp ra tay. Cũng chính vì vậy, y cảm thấy mình thật oan uổng. Tưởng vạn lâu, chẳng vì sao cả. Tân Cát Khuê, chẳng lẽ chết mà còn không thể cầu chết được minh bạch sao? Tưởng vạn lâu sẽ không nói với y rằng do ông ta chịu thiệt bởi nhiều hữu đạo nên mới chút giận lên y, ngươi là cái quái gì, ở đây không đến phiên ngươi nói nhảm, muốn chết ta có thể thành toàn ngươi. Tân Cát Khuê, là vì nhiều hữu đạo đã chặt mất một tay của đệ tử ông nên chút giận lên ta. Tưởng vạn lâu lập tức hẹn quá hóa giận, xem ra ngươi thật đúng là chán sống rồi. Không đợi hai tu sĩ chém cánh tay y hành động, Tân Cát Khuê lập tức cướp lời nói, chẳng lẽ ông không muốn giết Nhiêu Hữu Đạo để rửa hận sao? Nhiêu Hữu Đạo giờ thân bị trọng thương, chỉ cần bên quân Yến có người phối hợp là sẽ có thể dễ dàng đẩy Nhiêu Hữu Đạo vào chỗ chết, cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ chưa vị muốn bỏ lỡ? Tưởng vạn lâu ừm một tiếng, đưa tay ngăn cản hai đệ tử định hành động, người nói linh kiếm sơn người nội ứng ngoại hợp với ta dồn Nhiêu Hữu Đạo vào chỗ chết. Tân Cát Khuê, không chỉ là linh kiếm sơn ta, với tầm mắt của trưởng môn chắc biết rõ ba phái lớn của Yến quốc đều muốn diệt trừ Ngưu Hữu Đạo, chẳng qua chỉ do tình thế bất đắc dĩ nên mới buộc không động thủ với hắn. Tưởng Vạn Lâu, ngươi cho rằng ta sẽ tin vào mấy lời quỷ này của ngươi sao? Tả Thừa Phong ngồi một bên cũng đứng lên, lên tiếng nói, muốn dụ chúng ta bên này phái người đi ám sát, sau đó các ngươi lại một mẻ hốt gọn à? Tân Cát Khuê, các người đi ám sát chỉ là làm bộ làm tịch thôi, chỉ cần phái người có tu vi vừa đủ, cho dù không cách nào đắc thủ thì cũng không khó thoát thân. Tả thừa phong, làm bộ một chút, còn cho dù không thể đắc thủ, vậy thì chúng ta còn cần thiết phải phái người đi mạo hiểm sao? Tân Cát Khuê, các ngươi chỉ cần chứng minh là các ngươi phái người đi ám sát nghiêu hữu đạo, cũng đủ gây ra rối loạn rồi, đến lúc đó trong quân yến tự nhiên sẽ xuất hiện một nhóm đồng bọn của các người. Lời này vừa nói ra, ba người tả, tưởng, mễ nhìn nhau, đại khái đã hiểu, ba phái lớn yến quốc đang chuẩn bị đích thân động thủ làm thịt nghiêu hữu đạo, lại không muốn gánh trách nhiệm, muốn bên triệu quốc cóng tiếng xấu, Mễ mãn cũng chậm chậm đứng lên, người ở trong tay chúng ta chính là nhân chứng, các ngươi không sợ chúng ta nói rõ chuyện này với thương triều tông sao. Tân cát khuê vặn vẹo người quỳ lên, lại cố gắng chậm rãi đứng dậy, ta ở trên tay các ngươi cũng chẳng phải nhân chứng gì, chỉ có thể nói là ta không cẩn thận rơi vào tay các ngươi, ai mà không biết triệu quốc đang nghĩ cách giải vây, đây chẳng qua chỉ là chiêu châm ngòi ly gián của các ngươi thôi, thương triều tông có thể tùy tiện tin tưởng sao. Cho dù hoài nghi, với thế cục hiện nay, chỉ cần ván đã đóng thuyền, thương triều tông cũng chỉ có thể lựa chọn không tin. Nếu như hai cánh tay này của ta không bị chặt, có lẽ thương triều tông còn có thể tin, không có hai cánh tay, ha ha, bắt được nhân chứng có giá trị lớn, bảo vệ còn không kịp, sao lại làm bị thương như vậy, ông cảm thấy có khả năng này sao? Tả thừa phong, mế mãn đều lường tưởng vãn lâu một cái, hai gò má tưởng vãn lâu giật giật, có vẻ như đang hoài nghi mình mạo muội chém hai cánh tay của đối phương có phải là đã làm sao điều gì không? Nhưng làm đã làm rồi, có hối hận cũng vô dụng, Tả thừa phong nói, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, chạy tới đây rồi mà miệng lưỡi còn linh hoạt như vậy, không sợ tới rồi không thể quay về à. Tân cát khuê, chỉ cần các ngươi muốn giết nhiều hữu đạo, nhất định phải để cho ta trở về. Nhất định phải, tả thừa phong ha ha nói, ở đâu ra nhất định phải. Chỉ cần ba phái lớn yến quốc muốn giết nhiều hữu đạo, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ không nỡ hy sinh mình ngươi sao. Tân cát khuê, ta biết nhiều hữu đạo bây giờ có vị trí gì trong quân yến, Ta biết tiếp cận từ lỗ hồng từ trên không nào sẽ không việc gì, ta chính là người dẫn đường, không nhìn thấy ta, cảnh vệ trên không sẽ không cho đi qua, các ngươi căn bản không thể nào tới gần. Chỉ khi ta thoát hiểm, sau khi từ trên không trung nhảy xuống mới có thể chỉ cho các ngươi thấy được nơi ở của mục tiêu. Nếu ta không quay về, bên kia của ta không thể lại cử người đi tìm chết. Nếu ta không thể quay về, dù các ngươi có phái người tới liên hệ, các ngươi cảm thấy bên ta còn tin vào thành ý của các ngươi không? lều vải như hữu đạo ở đã bị trọng binh vây quanh các loại hình khí giới như nỏ công thành cung tiến thủ đều luân phiên nhau giới bị trực ban cả đám tu sĩ ngày đêm cảnh giác bốn phía chưa được cho phép bất kỳ kẻ nào cũng không thể tùy tiện đến gần những người được nhầm vào khá rõ ràng người của ba phái lớn yến quốc không một ai được phép tới gần thương thục thanh vẫn luôn canh giữ bên cạnh giường phần lớn thời gian ánh mắt đều nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say bất tỉnh kia của ngưu hữu đạo lúc có chuyện nam nhân này chưa từng khiến nàng phải thất vọng trong đầu nàng vẫn luôn hồi tưởng lại từng hình ảnh từ lúc hai người quen biết cho tới nay, lúc thất thần, không biết có phải do ảo giác của nàng không, như hữu đạo hình như đã tỉnh lại, hình như đang mỉm cười nhìn nàng, nàng cũng cười. Quận chúa, như hữu đạo gọi nàng, thương thục thanh đột nhiên hoàn toàn bừng tỉnh mới phát hiện ra không phải là ảo giác mà là đã tỉnh thật, hơi sợ hãi kêu lên, đạo ra. Quản phương nghi, vân cơ và vu chiếu hành đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa trong trướng đều đột nhiên mở mắt nhìn, thấy Nghiêu Hữu Đạo tỉnh lại cũng lần lượt đứng dậy, bước nhanh tới. Vân Cơ và vô Chiếu Hành là quản phương nghi nhờ họ lưu lại, giờ bà ta cần thực lực của bọn họ để đề phòng những nguy hiểm không thể báo trước nhằm vào Nghiêu Hữu Đạo. Đạo gia, người tỉnh rồi, cảm thấy thế này. Quản phương nghi mừng rỡ hỏi, Nghiêu Hữu Đạo khẽ chống tay, định ngồi dậy, vết thương bị kéo làm gương mặt hắn lộ vẻ đau đớn. Quản phương nghi và thương thuộc thanh định đỡ hắn nằm xuống, Nghiêu Hữu Đạo lại lắc đầu, hai người đành phải dìu hắn ngồi dậy nghiêu hữu đạo ngồi xếp bằng điều chỉnh khí thức chậm rãi thở ra một hơi xong nhìn xung quanh phát hiện mình vẫn còn đang ở trong đại trướng quân doanh trầm giọng nói sao vẫn còn ở đây mấy người nhìn nhau bệnh hồ đồ rồi hay sao quản phương nghi hỏi không ở nơi này thì ở đâu nghiêu hữu đạo hơi trầm mặc từ từ hồi thần nhớ lại tình hình lúc đó hắn rất nhạy cảm với nguy cơ tới gần mình nhớ lại khi đó trong giây phút tỉnh táo ngắn ngủi hắn đã cảm nhận được nguy hiểm từ chỗ long Hưu nên đã nhắc nhở quản phương nghi không ngờ vẫn chưa rời đi mà còn ở lại đây liền buông tiếng thở dài nói, cũng không thể trách các ngươi, là ta trước đó đầu óc không tỉnh táo. Nơi này không thể ở đâu, đi thôi. Chương 1302, khó lòng phòng bị một. Đi, Thương Thục Thanh vội nói, ca đã phái trọng binh mang theo trọng trang vây quanh đây bảo vệ, sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Thật sự có tâm hại ngươi thì dù người có ở ngay dưới mí mắt cũng vậy, ta lại hành động không tiện, vẫn sẽ có cách. Trọng binh trọng trang bảo vệ nơi này Nghiêu hữu đạo sửng sốt một chút, lại tiếp tục hỏi những người khác chuyện gì xảy ra. Hai, vương gia và mông soái cũng là người có tình, đã trực tiếp chống lại người của ba phái lớn. Quản phương nghi kể lại tình hình các tướng sĩ gầm lên như núi kêu biển gầm. Ai ngờ nghiêu hữu đạo nghe xong bỗng nhiên hít mắt, mắt vừa mở ra, không hói hai lời, thẳng thắn nói đi, đi ngay lập tức. Dứt lời tiện tay sờ sờ bảo kiếm bên cạnh, sờ thấy kiếm lại sững sờ, lật lại nhìn, rút một đoạn kiếm ra, trên thân kiếm bốn chữ bích huyết đan tâm vẫn như cũ. Hắn mắt nhìn vân cơ, vân cơ khẽ gật đầu, đã tìm về lại cho người đấy. Nghiêu hiếu đạo đặt chân đứng lên, đừng kinh động đến ai, phiền vân cơ đưa chúng ta độn thổ rời đi. Sau khi chúng ta rời đi, quận chúa thông báo với vương ra một tiếng, cũng giúp ta thông báo với đám công tôn bố mau chóng rút lui, bảo đám từ đồ rượu mau chóng đưa nhân mã trở về Kim Châu. Thương Thục Thanh muốn nói lại thôi, gặp nhau còn chưa nói được gì, không dễ dàng gì mới chờ được người ta tỉnh dậy, kết quả vị này thân thể còn chưa khỏe lại đã muốn đi, còn bảo nàng đi nhắn lời, dĩ nhiên là không có ý định mang nàng đi, điều này khiến trong lòng nàng hơi sốt ruột. Đạo gia, ta đi cùng người, thương thuộc thanh thử đánh tiếng, uyển chuyển từ chối sắp xếp của Ngưu hữu đạo. Trong mắt người khác thì đây chẳng là gì, nhưng nàng đã thực sự lấy hết dũng khí mới có thể nói ra những lời này. Ngưu hữu đạo lại nói với nàng, quận chúa yên tâm, cô không phải mục tiêu của một số người nào đó, Cô ở lại đây sẽ không sao. Ta đi, Vương gia mới an toàn, chỉ khi ta còn chưa rơi vào tay bọn hắn, bọn hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ với Vương gia. Những lời này là sự thật, với sức ảnh hưởng của hắn đối với Nhân Mã Thương hệ, chỉ giết mình Thương Triều Tông cũng vô ích, hắn có thể tùy tiện nâng đỡ Thương Triều Tông thứ hai tới dẫn đầu, cũng chỉ có thể dựa vào Nhân Mã Thương hệ mới có thể khiến yến quốc đại loạn, chỉ cần hắn còn, ba phái lớn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đạo lý thương thuộc thanh cũng hiểu nhưng vẫn muốn nói lại thôi, tuy nhiên đối mặt với câu từ chối của hắn, nàng thực sự không có dũng khí mở miệng cự tuyệt lần thứ hai, cũng tự ti mặc cảm. Muốn hỏi cái này liên quan gì tới tự ti mặc cảm chứ? Vì nàng sẽ đặt tay lên ngực tự hỏi, không nhìn thử xem mình xấu xí chừng nào, có tư cách gì mà tùy hứng chứ? Thân là nữ nhân, quản phương nghi có thể cảm nhận được tâm tư của nữ nhân, nhìn nha đầu thương thuộc thanh bà ta thực sự cảm thấy đau lòng thay nàng, muốn nói giúp nàng hai câu, nhưng giờ không phải lúc bình thường thấy bộ dạng của Ngưu Hữu Đạo rất nghiêm túc, không biết có phải đã có tính toán gì không, muốn nói giúp nhưng lời lại không thể nói ra khỏi miệng. Kết quả, Vân Cơ một lần nữa độn thổ, mang theo Ngưu Hữu Đạo, quản phương nghi cùng Vu Chiếu hành rời đi trước. Dưới mặt đất, một quả cầu tiến lên trong không gian, Ngưu Hữu Đạo đỡ một tay Ngưu Hữu Đạo hỏi, "Đạo gia, có phải người nghi ngờ ba phái lớn muốn động tới người?" Ngưu Hữu Đạo thở dài, "Vương gia không nên trở mặt với ba phái lớn trước mặt mọi người." Đã làm cho ba phái lớn chẳng cách nào xuống đài được rồi. Quản phương Nhi nghi ngờ, đại chiến trước mắt, ba phái lớn dám gây chuyện vào lúc này sao? Như hữu đạo, mặc kệ bọn hắn có dám hay không? Giờ ta đang hành động bất tiện, như vậy sẽ có nguy hiểm rất lớn, chẳng lẽ không nên trốn đi trước sao? Hắn nói như vậy, quản phương Nhi còn có thể nói cái gì, lại hỏi đi đâu? Như hữu đạo, tử kim động, tử kim động, ba người quản, vân, vô cùng nhìn sang, mặt mày đầy kinh ngạc. Ngưu hữu đạo giải thích sơ đã trở mặt với ba phái lớn, hành vi tính sổ của đối phương đã lửa xém lông mày, chẳng qua bị chiến sự tạm thời đè ép lại mà thôi. Bây giờ đi đâu cũng không thích hợp, chỉ có đi Tử Kim Động, cũng chỉ có nội bộ ba phái mới có thể tự cản tay lẫn nhau. Đối mặt với chuyện gia nhập Tử Kim Động, dù hắn đã sớm đưa ra quyết định nhưng ít nhiều vẫn có tâm tư đứng nhìn, muốn xem thêm thái độ Tử Kim Động. Ai ngờ Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh đột nhiên hiệu lệnh thiên quân vạn mã cứng rắn chống lại Long Hưu, bước cho hắn không còn đường lui hắn cũng không có ý trách thương Triều Tông và Mông Sơn Minh, biết hai người cũng vì bảo vệ hắn mới làm ra hành động hơi thiếu ổn thỏa, có vẻ hơi kích động này. Hắn chỉ tiếc và cảm khái hai người thương, mông có qua có lại. Không nghi ngờ gì nữa, lần này thế lực thương hệ đã quyết định hoàn toàn đứng về phía hắn, không có đường lùi, sau này chỉ có thể cùng chung hoạn nạn với hắn. Giờ hắn đến từ kim động là để tránh nguy hiểm cho mình, cũng là để bảo vệ hai người thương, mông. Đầu tiên hắn phải dàn xếp với tử kim động, để tử kim động kiên quyết tương trợ, mượn tay tử kim động áp chế những bàn tay đen đang đưa về phía hai người thương, mông. Cung lâm sách hơi lo lắng, đi qua đi lại trong lều mình, cũng không biết có nên âm thầm truyền tin báo động cho nghiêu hữu đạo không. Cho dù là ông ta giờ có muốn truyền tin cho nghiêu hữu đạo cũng không dễ dàng gì. Chỗ ở của nghiêu hữu đạo không cho phép bất kỳ ai trong ba phái lớn đến gần, phòng ba phái lớn như phòng trộm. Còn ông ta thì không tiện gây ra động tính gì khiến Long Hưu và Mạnh Tuyên phát hiện lúc này cho dù thế nào cũng không thể lén tiếp xúc với bên ngư hữu đạo dễ khiến hai nhà kia hoài nghi bao gồm cả trực tiếp tiếp xúc với bên thương triều tông không còn cách nào khác ông ta đành phải cho người động chân động tay trong tình báo quân tình của thương triều tông hy vọng sau khi thương triều tông thấy có thể ịp thời nhắc nhở ngư hữu đạo trưởng môn ngoài trướng đệ tử chợt vén lều lên thông báo nói long hưu và mạnh viên tới cung lâm sách ra hiệu cho hai người tiến vào hai người long mạnh đi vào cũng không có chuyện gì khác vẫn là thương nghị việc động thủ với nhiêu hữu đạo cần đối xem lúc xảy ra chuyện ba phái cần phái hợp liên thủ như thế nào mật tín báo động thương triều tông cùng mông sơn minh đã thấy trong thư chỉ nói có người muốn động thủ với nhiêu hữu đạo nói khó lòng phòng bị để bên này bí mật đưa nhiêu hữu đạo hôn mê rời đi sau đó nếu ba phái lớn truy vấn người đi đâu rồi thì nói hôm qua nhiêu hữu đạo đã đi rồi thương triều tông và mông sơn minh vô cùng kinh ngạc đang gặp nhau để bàn bạc việc này thư này tới không rõ ràng không nói cụ thể sẽ có chuyện gì xảy ra cũng không nói động thủ như thế nào càng không biết là ai đưa tới bí mật chuyển nghiêu hữu đạo đi ngay cả mông sơn minh trong lòng cũng lo nghĩ vương gia có phải là kế sách nghi binh muốn gạt đạo gia ra ngoài sau đó tiện ra tay hơn đúng vậy sắc mặt thương triều tông ngưng trọng không tránh được lo lắng giống như vậy nhưng bốn chữ khó lòng phòng bị quả thực khiến lòng người bất an ở đây còn ai dám động thủ với nghiêu hữu đạo ngoại trừ ba phái lớn không còn ai khác trong thời khắc do dự khó quyết, Thương Thục Thanh tiến vào, không thấy ai khác, tiến lên hành kiến lễ. Thương Triều Tông hỏi, Thanh Nhi, đạo gia hồi phục thế nào rồi? Thương Thục Thanh sắc mặt gượng ép nói, đạo gia đã tỉnh. Ồ, Thương Triều Tông mừng rỡ, nhìn sang mông sơn mình cũng đang vui mừng, trong lúc do dự không quyết, đạo gia lại tỉnh lại, như vậy có thể mời đạo gia tự định đoạt. Vương gia, vừa vặn đi thăm đạo gia một chút, mông sơn minh mời, thương triều tông khẽ gật đầu, hai người đang định đi, Thương Thục Thanh gọi hai người lại ca, mông bá bá, không cần đi, đạo gia đã đi rồi. chương 1303, khó lòng phòng bị hai. Đi rồi, hai người kinh ngạc, chăm miệng một lời. Thương Thục Thanh gật đầu, đạo gia không cho kinh động bất kỳ ai khác, bảo muội đợi sau khi bọn hắn đi thì thông báo với ca một tiếng. Nàng báo lại kỹ càng những lời nhắn nhủ của Ngưu Hữu Đạo. Phải tránh nguy hiểm, Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh hai mặt nhìn nhau, từ tình hình Thương Thục Thanh kể lại xem ra sau khi Ngưu Hữu Đạo trở về, vừa tỉnh lại đã ý thức được nguy hiểm, có điều lúc đó tinh lực không ổn nên lại rơi vào hôn mê, chưa kịp bàn giao với bên dưới thôi, nếu không đã chạy từ lâu rồi. Lại nhớ tới bức thư âm thầm cảnh báo kia, phản ứng của đạo gia đã ấn chứng sự hoài nghi với phong mật tín kia, đạo gia cũng đã rời đi trước khi có được tin tức rồi. Thương Triều Tông thở dài, đạo gia quả thật không phải người thường, phản ứng thật nhanh. Mông Sơn Minh vuốt sâu gật đầu, đạo gia lăn lộn trong sóng gió, nếu không có năng lực phát hiện nguy hiểm tương đương thì đã không sống được tới bây giờ rồi. Tư đồ trưởng môn, các ngươi đang đi đâu? Một đoàn người của vạn động thiên phủ không ít, sau khi nhận được chỉ thị bí mật của Ngưu Hữu Đạo, lập tức cũng khó khăn lặng lẽ rời đi, đệ tử trong môn vừa hành động liền dẫn tới cảnh giác của ba phái lớn Yến Quốc, nhóm cuối cùng đã bị chặn lại. Trưởng môn ba phái lớn nghe tin chạy tới, truy cứu đến cùng. Ba người đứng trên cao nhìn xuống, Long Hưu lên tiếng. Tư đồ rượu ngẩng đầu hỏi, vừa nhận được tin, đệ tử trong môn làm bậy gây ra chút chuyện bên nhân mã Kim Châu, đại chiến sắp xảy ra, ta phải đi xử lý. Nói xong chỉ đệ tử ba phái đang chặn trước mặt, chất phấn, Long trưởng môn cản chúng ta là có ý gì, chẳng lẽ chúng ta không được đi. Long Hưu vui vẻ cười ha ha nói, từ đồ trưởng môn lo lắng quá, đại chiến sắp đến, bất kỳ người nào ra vào cũng cần phải cẩn thận tra hỏi, đây là lẽ thường, mong rằng đừng để trong lòng. Tư đồ rượu, không biết còn cần phải tra hỏi gì nữa mạnh tuyên đứng bên cạnh long hưu nhỏ giọng lầm bầm đi cũng được sau này xảy ra chuyện cũng bớt chút lực cản bớt chút phiền phức người của chúng ta càng khó bại lộ long hưu và cung lâm sách nghe vậy hơi nghiêng đầu nhìn về phía lều vải nghiêu hữu đạo đang ở đại quân vẫn bao vây lấp lấp phòng bị chật như nêm cối tư đồ trưởng môn nói quá lời người một nhà còn có gì mà không yên lòng nếu có chuyện quan trọng vậy thì mau chóng đi xử lý đi đại chiến sắp đến tuyệt đối không nên làm trễ nải chiến sự long hưu nói rồi phất tay người cản đường lập tức tránh ra. Tư đồ rượu chắp tay nói, cáo từ, không tiến, Long Hưu khẽ gật đầu, tư đồ rượu nói với đệ tử tùy hành, nhanh chóng đi xuyên qua quân doanh rời đi. Trạng vạng tối, hai con phi cầm cỡ lớn né tránh quân đội phòng ngự trên không của quân Yến, vòng một vòng lớn quanh trọng địa quân Yến, đây là mấy thái thượng trưởng lão ba phái lớn triệu quốc phái tới, trong đó có cả tân cát khuê thiếu đi hai cánh tay. Chính vì có tân cát khuê, những kẻ tuần tra trên bầu trời đại quân của ba phái lớn Yến quốc mới có thể cho đi sau khi quan sát tình hình bên dưới chú ý thấy tín hiệu cờ cắm không có gì khác thường chứng tỏ có thể làm theo kế hoạch tân cát khuê quay đầu thì thầm thương lượng với mấy vị khách đến từ triệu quốc sau đó tân cát khuê thả người nhảy xuống từ phi cầm cỡ lớn từ không trung bay ngược xuống dưới sau khi thoát thân trong quá trình bay xuống còn chỉ dẫn cho mấy vị khách vị trí của lều vải như hữu đạo ở còn mình thì lướt sang một vị trí khác mấy người tới từ triệu quốc nhìn nhau ba thái thượng trưởng lão cùng thả người nhảy xuống lao thẳng tới địa điểm mục tiêu Người khống chế phi cầm mau chóng cưỡi phi cầm trốn đi xa giữa bầu trời. "Giết!" Tiếng la giết, tiếng đánh nhau ầm ầm bỗng nhiên vang lên. Động tính vừa xảy ra, Thương Triều Tông chạy ra khỏi chướng đầu tiên, sau đó Mông Sơn Minh nhanh chóng được đẩy ra, còn cả Thương Thục Thanh. Cả đám tu sĩ chạy tới bảo vệ ba người trước tiên, ba người được bảo vệ nghiêm mật nhìn chằm chằm nơi vừa xảy ra biến cố, chính là nơi ngưu hữu đạo đặt chân, nhân mã bảo vệ giờ đang rối loạn. Sắc mặt Thương Triều Tông xanh xám, Mông Sơn Minh mặt không đổi sắc thương thuộc thanh thì hãi hùng khiếp vía, ý thức được quả nhiên không may đã bị đạo gia nói đúng, thực sự là đi kịp thời, nếu chậm thì không thể nào tưởng tượng được. Mạnh tuyên lách ra ngoài chướng thấy tân cát khuê trở về phục mệnh, giật nảy cả mình, hai tay ngươi đã xảy ra chuyện gì. Tân cát khuê sắc mặt vẫn trắng bệch, lộ vẻ đau đớn, vì nghiêu hiếu đạo chặt tay đệ tử của tưởng vạn lâu, con và tới, tưởng vạn lâu không nói lời nào đã chặt đứt hai cánh tay của đệ tử. Y kể lại đại khái tình hình, y còn tưởng sư phụ sẽ nói vài lời an ủi, nhưng mạnh viên không nói nhiều ánh mắt đã bị chỗ đánh nhau hấp dẫn tân cát khuê cũng chẳng biết sư phụ có nghe thấy mình nói gì không trong lòng vô cùng đau đớn ngậm miệng lại thích khách đột nhiên từ trên trời giáng xuống lại ở trên không không có tu sĩ nào phòng ngự lều vải như hữu đạo ở giường như bị thích khách từ trên không nhảy xuống trực tiếp tập kích ba lão già đánh vào trong chướng thì giật nảy cả mình trong chướng làm gì có nghiêu hữu đạo căn bản cũng không có bóng người bị lừa rồi đây là suy nghĩ chung của ba người lúc này còn đại quân phòng ngự thì đã đánh vào ba người lập tức cùng chém giết với đại quân phòng ngự trong lúc chính giữa nở hoa ở ngay miệng quân phòng ngự của đại quân ngoài trướng đang dối loại không biết xuất hiện từ đâu ra một đám người áo đen bịt mặt tham gia vào trận chém giết thái thượng trưởng lão của ba phái lớn triệu quốc thấy tình thế này liền mau chóng rời đi cũng không có ý định ở lâu lần này đến vốn chỉ để làm bộ nên nhanh chóng bay lên không trung với tu vi của bọn hắn vừa bay lên trời đã không có sức mạnh tương ứng nào có thể ngăn cản bọn hắn trên không trung. Mặc dù đã nhanh chóng thoát thân, nhưng quay đầu nhìn chỗ vẫn còn đang chém giết kia, ba người hơi mơ hồ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ba phái lớn của Yến Quốc Dường như vẫn làm theo kế hoạch đã hẹn trước, nhưng trong chướng kia căn bản không hề có bóng dáng như hữu đạo, cũng không thật sự điều ai đuổi theo ngăn cản bọn hắn, ba người không biết rốt cuộc ba phái lớn Yến Quốc đang làm trò quỷ gì. Long Hưu, Cung Lâm Sách, Mạnh Tuyên cùng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thương Triều Tông, Mạnh Tuyên khua tay nói, mau, hộ tống vương ra tránh đi trước. Cả đám tu sĩ lập tức định chen chúc đưa Thương Triều Tông né tránh khỏi nguy hiểm có thể xảy ra, Thương Triều Tông giơ tay lên nói, không cần. Chẳng những không rút lui, nhìn thấy đại quân bốn phía nhanh chóng bao vây tiếp viện, phóng tới chém giết thì quay sang nói với quan truyền lệnh, truyền lệnh đại quân dừng tấn công, chiến sĩ đang chém giết rút lui ngay ra sau, để thích khách làm gì thì làm, không cần phải để ý đến. Rõ, quan truyền lệnh mau chóng chạy đi truyền lệnh, trưởng môn ba phái lớn hai mặt nhìn nhau, cùng lâm sách ở bên lông mày giật giật, hiểu ra gì đó, trong lòng khẽ thở phào. Mạnh tuyên không kìm được hỏi, như hiếu đạo gặp nạn, vương gia vì sao thấy chết không cứu. Thương triều tông, các tướng sĩ đánh tiếp chỉ hy sinh vô ích, không phải tu sĩ các phái đã tiến đến vây quét thích khách sao. Đại quân tuân lệnh rút lui khỏi nơi chém giết, lều vải như hiếu đạo ở đã bị hủy tan tành. Tu sĩ ba phái cùng đám thích khách áo đen che mặt đánh rất ra hình ra dạng, Tu sĩ ba phái lớn trước đó không có cơ hội tiếp cận giờ đã có cơ hội, không tiếp cận cũng không được, bọn hắn tới là để cứu người giết địch. Trận chém giết không kiên trì được lâu, đám thích khách che mặt áo đen rất nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường, có quân lệnh của Thương Triều tông, không ai ngăn cản, bỏ mặc đám thích khách rời đi, chỉ có tu sĩ các phái chạy theo truy sát. Chương 1304: Làm tròn lời hứa. Sau đó Thương Triều tông chạy đến hiện trường chém giết, nhìn thi thể những tướng sĩ ngã dưới đất, chân giẫm trên hiện trường đầy nước máu kiểm tra, cơ bắp trên hai gò má giật giật, đột nhiên quay phát đầu nhìn về phía trưởng môn ba phái lớn, trầm giọng nói thích khách từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng đến khu vực trung tâm của đại quân, lẽ nào chưa vị pháp sư sắp xếp phòng ngự trên không cho đại quân ta là bằng thừa sao? Nếu cứ tiếp tục thế này, theo bản vương thấy, trận này không cần thiết phải đánh nữa. Mạnh tuyên nói, việc này nhất định sẽ điều tra rõ ràng chân tướng cho vương ra một công đạo, miệng thì đáp nhưng ánh mắt đang tìm kiếm xung quanh xem có thể tìm được thi thể nghiêu hữu đạo không. Không tìm được, đừng nói nghiêu hữu đạo, thi thể của những người bên cạnh nghiêu hữu đạo kia cũng không tìm được. Mãi không thấy đám vô chiếu hành bên cạnh nghiêu hữu đạo ra tay, bọn mạnh tuyên đã thầm cảm thấy không ổn rồi. Đợi một lát, có một tu sĩ chạy tới, khẽ bẩm báo với ba vị trưởng môn, sau khi chúng ta đánh vào trong trướng không hề nhìn thấy bóng dáng của nghiêu hữu đạo, lều vải này ngoài thích khách đào tẩu căn bản không có bóng dáng người khác. Có thể kết luận, Nghiêu hữu đạo căn bản không ở nơi này. Không ở đây, ba trưởng môn vừa nghe thấy liền giật mình, cùng lâm sách đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm thương chiều tông quát, vương ra, đệ tử ba phái chúng ta chạy tới cứu người, trong chướng trống không, nghiêu hữu đạo căn bản không ở đây, đã có chuyện gì xảy ra. Thương chiều tông từ từ nói, đúng là trống không, hôm qua đạo gia đã tỉnh lại, sau khi tỉnh lại liền lập tức rời đi. Cũng may là đi, nếu không e là hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chạy, sắc mặt long hưu và mạnh viên lập tức trở nên khó coi cung lâm sách nghiêm nghị nói nếu người đã đi vì sao đại quân còn phải giả vờ làm vẻ bảo hộ nơi này mông sơn minh ngồi trên xe lăn lên tiếng đây là ý của lão phu chẳng lẽ có gì không ổn sao xảy ra chuyện đầu tiên ông gánh trách nhiệm trước lỡ như có gì bất chắc không để chuyện rơi lên đầu thương triều tông cung lâm sách nổi giận chỉ về thi thể trên mặt đất nói ý mông soái là muốn nhìn thấy các tướng sĩ chết uổng sao Mông Sơn Minh, đạo gia có sức ảnh hưởng rất lớn đến quân tâm Nam Châu, bố trí như vậy là để chứng minh đạo gia vẫn còn ở đây, là để ổn định quân tâm, làm vậy có gì không ổn, chỉ không ngờ lại có thích khách đến, hơn nữa thích khách còn tìm được chính xác vị trí của đạo gia, theo lão Phu thấy, trong chuyện này chắc chắn có gì kỳ lạ. Mạnh Tuyên nói tiếp, cho dù không có gì kỳ lạ, người ngoài nhìn cũng tưởng lầm cũng có gì kỳ lạ. Ta thấy thích khách không phải đến về nghiêu hữu đạo, mà đến vì vương gia. Nơi này trọng binh trọng trang vây quanh, cho dù ai nhìn cũng tưởng là chỗ trung tâm của quân Yến Hai bên kéo qua kéo lại Cuối cùng chẳng đưa ra được kết quả gì Trong tình huống như hữu đạo chưa chết Bên thương Triều Tông này không thể hoàn toàn trở mặt Còn bên ba phái lớn truy sát thích khách Vậy mà ngay cả một tên thích khách cũng chẳng bắt được Sau đó theo hình dung của tướng sĩ hiện trường Điều tra ra thích khách là người bên Triệu Quốc Còn ba phái lớn cũng có cái để bàn giao nói cái gì mà hai con phi cầm cỡ lớn do bị bên triệu quốc ép buộc nên mới bị thích khách nhân cơ hội mò tới trung tâm quân yến, lên cắn quân triệu vì muốn giải vây mà không tiếc thủ đoạn, phải cẩn thận triệu quốc châm ngòi ly gián. Nếu không có nghiêu Hiếu đạo trước đó nhắc nhở, cộng thêm mật tín không rõ lai lịch nhắc nhở, bên thương triều tông còn không biết rõ thật giả có thể tin vào những lời này. Bây giờ hai bên dù trong lòng đều biết rõ, nhưng chẳng ai xé rách lớp giấy mỏng chính giữa kia ra. Đối với ba phái lớn yến quốc mà nói, lại để nghiêu Hiếu đạo chạy thoát, chạy thế nào không cần đoán nhiều, có thể tránh thoát tai mắt bên này thoát thân hẳn là nhờ thuật độn thổ của vân cơ. Cấu kết ngoại địch, tỉ mỉ bày ra một vụ mưu sát, không đạt được hiệu quả gì, ngược lại còn khiến bên thương triều tông càng không tin tưởng bên này, tâm trạng của Long Hưu, cung lâm sách và mạnh tuyên dường như rất không tốt. Cầu kiến sư phụ, sư phụ chỉ bỏ lại một câu dưỡng thương cho tốt, tân cát khuê tâm trạng mất mát ra khỏi chứng của sư phụ. Vậy mà lại thất thủ, trong màn đêm mượn ánh lửa cách đó không xa nhìn cánh tay cụt của mình, trong lòng tân cát khuê ngũ vị tạp trần. Chuyện không thành thì không thể bàn đến công lao gì, chuyện mất mặt ai cũng không muốn nói thêm, y biết công lao kia của mình coi như mất trắng rồi. Nơi đất lành chim đậu, tú Mỹ sơn xuyên giống như tiên cảnh, tử kim động. Nghiêm lập trong lòng mang theo hoài nghi xuống núi, đệ tử bên dưới báo, ngoài sơn môn có bằng hữu cũ của ông ta đến chơi. Người tới chưa lộ thân phận của mình, chỉ đưa một phong thư bảo chuyển cho ông ta, nói sau khi ông ta xem xong thư tự nhiên sẽ biết là ai. Nhiêm lập đọc xong thư cũng không dám xác định người tới là ai, nội dung trên thư chỉ là ngày tháng đại khái, nói nếu không nghe theo khuyến cáo của ông sau này sẽ hối hận. Cái thứ lộn xộn gì đây? Chiếu theo ngày tháng trên thư, đó là lúc ông ta đã tiến vào bí cảnh thiên đô, lúc vừa mới vào bí cảnh thiên đô không bao lâu. Khi đó hình như cũng chưa từng khuyến cáo ai, thân phận địa vị của ông ta không việc gì sẽ không tùy tiện khuyến cáo một ai, nếu nói có từng khuyến cáo ai, mà đối phương lại không nghe theo khuyến cáo của mình hình như chỉ có nghiêu hữu đạo khuyên Ngưu Hữu Đạo ứng phó qua loa với CBP của Linh Kiếm Sơn, kết quả Ngưu Hữu Đạo không đồng ý. Chẳng lẽ là Ngưu Hữu Đạo tới, nhưng căn cứ tin tức của tiền tuyến, Ngưu Hữu Đạo không phải trọng thương hôn mê trong đại quân ở tiền tuyến sao? Trong lòng mang theo nghi ngờ này, nghiêm lập vội vàng chạy đến bên ngoài Sơn Môn thì thấy mấy người rõ ràng đã dịch dung đang đứng chờ ngoài Sơn Môn. Trong lòng nghiêm lập cảnh giác, chậm rãi ra Sơn Môn hỏi, không biết là vị nào đưa thư cho nghiêm mỗ một người trong đó chắp tay cười nói nghiêm trưởng lão thật đúng là dễ quên đã lâu không gặp nghiêm trưởng lão vẫn khỏe chứ nghe thấy giọng nói quen thuộc lông mày nghiêm lập dựng lên lại nhìn hình thể của đối phương cộng thêm đối phương đang ra sức lắc lư thanh bảo kiếm bên hông cho ông ta nhìn không phải nghiêu hữu đạo thì còn có thể là ai nữa đang định mừng rỡ cười to đã thấy nghiêu hữu đạo thấp giọng ra hiệu ông ta lập tức thu lại nụ cười hạ thấp giọng nói lão đệ nghe nói bị thọng thương ở tiền tuyến sao lại tới đây nghiêu hữu đạo tại sao lại tới đây sau này nghiêm trưởng lão hỏi cung trưởng môn tự nhiên sẽ biết nghiêm lập người đột nhiên chạy tới đây hẳn là tìm ta có việc nghiêu hữu đạo còn có thể có chuyện gì lần này đến đây là đến làm tròn lời hứa chuyện ta đồng ý gia nhập tử kim động hẳn tử kim động đã quên rồi a à, nghiêm lập giật mình kinh ngạc nói bây giờ lão đệ người không nói đùa chứ bây giờ người gia nhập một khi tin tức truyền ra hai nhà khác sẽ ồn ào lên tiền tuyến có cần phải đánh trận nữa không nghiêu hữu đạo cho nên ta mới dịch dung đến đây tử kim động là nơi lớn như thế nào không đến nỗi ngay cả chỗ ẩn thân nhỏ bé cũng không kiếm được cho ta sao chỉ cần tử kim động giữ nghiêm bí mật người ngoài sẽ không biết không phải nghiêm lập cẩn thận nhìn xung quanh nhỏ giọng nói lão đệ chiến sự đã sắp đến giai đoạn cuối rồi hà tất phải nóng vội nhất thời không cần thiết phải nguy hiểm như vậy nghiêu hữu đạo ha ha thú vị ta còn sợ tử kim động lo ta không tuân thủ lời hứa lo ta qua cầu rút ván cho nên mới chạy đến trước khi kết thúc chiến sự, ta chỉ muốn cho thấy thành ý của ta, ta đã chủ động dâng mình lên tận của làm con tin trong tay tử kim động, các người lại không nhận. Nghiêm trưởng lão, trước tiên chúng ta nên nói cho rõ ràng, không phải là ta không tuân thủ lời hứa, mà là các ông đuổi ta đi. Đã không chào đón, vậy bọn ta cáo từ trước. Chắp tay bái biệt, chương 1305, sợ là không kịp một. Thật sự nói đi là đi, không hề có chút do so dự, dứt lời liền xoay người rời đi. Lời này nghe có vẻ không bình thường lắm, nghiêm lập sốt ruột, vội vàng đưa tay giữ cánh tay hắn lại, đừng vội đi. Lão đệ, đến đã đến rồi, lên núi nghỉ ngơi trước đã, để ta được làm chủ nhà tận tình, tránh sau này lại nói ta không hiểu nhân tình. Lên núi thì lên núi, đừng rề ra, ta không muốn để cho người phát hiện mới dịch dung, hành động của ông thế này khiến người ta nghi ngờ đấy. Hai người cứ đứng dì dầm như vậy lên núi, đám quản phương nghi đi theo phía sau, trên đường như hữu đạo nói cho nghiêm lập biết thân phận mấy người phía sau, nghiêm lập cũng chỉ quay đầu nhìn hai cái đến một chỗ vắng vẻ nghiêm lập lại chỉ mặt nghiêu hữu đạo trước tiên ngươi lấy mặt nạ xuống để ta thấy khuôn mặt thật trong lòng cũng an tâm thêm một chút đừng để có tên giả mạo này tới đây nghiêu hữu đạo nghe vậy lấy mặt nạ lộ ra gương mặt thật có điều sắc mặt hơi tái nhợt thương tích quá nặng chỉ vài ngày chưa thể hồi phục lại ngay được chuyện cứu con tin nghiêm lập căn cứ theo tin tức từ tiền tuyến đưa về nói hắn bị trọng thương chưa lành nhưng cũng không thể tránh khỏi thổn thức hai tiếng Từng kết giao ở bí cảnh thiên đô, biết rõ thủ đoạn của vị này, không ngờ lại có thể bị thương đến thế này. Nói cái gì tận tình địa chủ là giả, có một số việc nghiêm lập không cách nào làm chủ là thật. Huống chi đôi khi cũng phải liên hệ với trưởng môn cung lâm sách đang ở tiền tuyến mới có thể quyết định. Đợi đến khi cung lâm sách đưa tin về tử kim động mới xem như chân chính tiếp nhận nghiêu hữu đạo. Tầng lớp lãnh đạo như nghiêm lập lập tức bí mật sắp xếp cho nghiêu hữu đạo, không muốn để cho bất kỳ kẻ nào biết nghiêu hữu đạo ẩn thân ở tử kim động bao gồm cả đa số đệ tử của tử kim động cũng bị giấu giếm. Tin tức từ cung lâm sách truyền về còn có một việc khác, đại quyết chiến yến và triệu rốt cuộc bắt đầu rồi. Quân triệu là bên phát động tấn công trước, quân triệu lại một lần nữa ra sức, dùng tận khả năng định phá vòng vây. Nhưng mông sơn minh đã tự mình xếp đặt, quân yến và phản quân nước triệu hợp lực gắt cao thủ vững các con đường trọng yếu chung quanh vòng vây quân triệu, áp chế quân triệu chặt ở trong một khu vực. Quân triệu mạnh mẽ tấn công rồi bại lui, quân yến thừa dịp đó tập trung binh lực, tiến vào ép quân triệu phải bại lui. Đối mặt với lực lượng gấp mấy lần, với thế tấn công mãnh liệt, quân triệu toàn diện rút lui lệch về phía bắc của giác hồ. Hơn triệu nhân mã quân triệu toàn bộ ngồi bè gỗ lùi sâu vào giữa lòng giác hồ, cảnh tượng minh mông cuồn cuộn, có thể nói là đồ sộ. Cảnh tượng cây cối bốn phía bị chặt sạch chính là khởi nguồn của sự đồ sộ này. Có thể làm gì được ta, có thể làm gì được ta, trên vô số bè gỗ đông lít nha lít nhít, tướng sĩ quân triệu vung vẩy vũ khí, là lối gào hét đối với các quân sĩ nước Yến đang chiếm lĩnh ven hồ, thậm chí có thể nói là đang cười nhạo. Tướng lĩnh quân Yến giận không nhịn nổi gầm lên, bắn cung, mũi tên thậm chí được đốt lửa, từ bờ hồ vèo vèo bắn tới. Mũi tên rơi xuống như mưa, đập vào nước, còn cách người khá xa, căn bản không thể động tới một cọng lông của quân Triệu. Làm gì được ta, làm gì được ta, thấy quân Yến tấn công vô dụng, căn bản không thể nào uy hiếp được mình, quân Triệu càng ngày la hét phấn khởi hơn, càng ngày càng ồn ào hơn. Vị chủ tướng quân yến tự bắn một mũi tên, sau đó giận dữ ném cung xuống đất, quay đầu lớn tiếng nói với tu sĩ ba đại phái bên cạnh. "Chư vị pháp sư hãy lập tức tổ chức nhân lực bay lên mặt hồ truy sát, không cho quân Triệu cản trở." Một tu sĩ hỏi ngược lại, "Bảo chúng ta xông pha chiến đấu, tướng quân đang nói đùa sao? Quân địch trên mặt đồ đông như kiến cỏ, chúng ta xông lên có thể giết được bao nhiêu?" Tu sĩ trong quân địch cũng không phải chỉ là hàng trang trí. "Chúng ta xông lên sẽ phải đối mặt với mưa tên." không biết sẽ phải tử thương bao nhiêu chúng ta chết sạch rồi sau đó tướng quân còn đánh thế nào tướng lĩnh quân yến cũng chỉ oán giận nói vậy thôi phải trơ mắt nhìn quân địch thoát đi bốn phía lại không tìm được công cụ đuổi theo địch nên tức giận dậm chân nện ngực vẫn hận không thôi trên một chiếc bè gỗ to lớn bàng đằng phóng mắt ra xa, xa không thấy vẻ não nề vì thất bại mà lại còn hưng phấn vung quyền nói được quân yến cuối cùng cũng mắc câu rồi ông ta không chỉ một lần chỉ huy đại quân mạnh mẽ tấn công phá vây nhưng quân yến thủ vững ở nơi hiểm yếu, nhiều lần lao lên mà không cách nào công phá. Mỗi lần bại lui, quân yến đều không vội vã đuổi theo tử chiến tiêu diệt bọn họ mà vẫn dùng chiến lược vây nhốt, dường như muốn vây chết họ ở nơi này. Nếu mà chết ở đây thì kế hoạch của ông ta không cách nào thực hiện được, nhưng mà lần thứ hai cố gắng thử cuối cùng cũng coi như thành công. Cho dù trước đó đã biết kế hoạch của bằng đăng, nhưng tả thừa phong vẫn lo lắng hỏi. Đại đô đốc, người đối chiến với ngài là Mông Sơn Minh. Mông Sơn Minh không phải là hạng người hư danh, ngài có chắc chắn khi làm thế hay không? Bàng Đằng Như đã liệu trước, nói, ta tập trung lượng lớn nhân mã phát động tấn công về hướng lệch bắc của giác hồ chính là để dụ quân Yến tập kết sức mạnh chặn lại, bây giờ mục đích đã đạt thành. Lúc này, đại quân của ta chỉ cần lướt qua hồ xuyên thẳng về vị trí bờ phía nam gần nhất là có thể hội hợp với quân đội coi giữ bờ phía nam của chúng ta, tập trung ưu thế tuyệt đối về binh lực phá vây trong một lượt quân đội nước yến tập trung ở đây trừ khi dồn toàn bộ đánh xuyên vào cánh nếu không rất nhiều quân bộ chỉ dùng hai cái chân để chạy vòng quanh hồ sang bờ phía nam trợ giúp là điều không thể không nói thời gian không kịp mà chạy qua chạy lại cũng có thể khiến họ thành một đám hùng sư uể oải chỉ cần phá vòng vây thành công xé rách vòng vây của đối phương chúng ta có thể nhận được tiếp tế cũng có tiền vốn bảo đảm trước quân yến và phản quân tả thừa phong than thở chỉ mong kế hoạch của đại đô đốc thuận lợi lời nói này có vẻ đầy lo lắng Bàng Đằng cũng không nói nhiều với Tả Thừa Phong. Bàng Đằng cấp tốc quay lại ra lệnh, liên hệ với quân trông giữ bờ phía nam chuẩn bị tiếp ứng. Lệnh cho đại quân tăng nhanh tốc độ di chuyển, quân triệu truyền ra động tính. Trong đại doanh quân Yến, Thương Chiêu Tông nhận được tình báo nện một quyền lên bàn, gào lên. Được, không ngoài dữ liệu của mông Soái, quả nhiên muốn hội họp với quân trông giữ phía nam để phá vây. Y quay sang mông Sơn Minh nói, tiếp theo phải xem là Đại An và Lộ Tranh rồi. Mông Sơn Minh gật đầu, chuyện cần bàn giao đã bàn giao rõ ràng cửa thoát nước ở phía cuối giác hồ cũng không phải khu vực trọng điểm phòng thủ của quân triệu đã phái người đắc lực tới trợ giúp cho hai người họ sẽ không có vấn đề gì vương gia việc này không nên chậm trễ có thể hạ lệnh tiến công rồi ông không thể giữ la đại an cả đời đẩy xe cho mình người trẻ tuổi có tiền đồ riêng của người trẻ tuổi la đại an là đệ tử của ông tính thêm cả lộ tranh bên nước tống đã đi theo ông giữa đường tác chiến hiện giờ cũng coi như một nửa đệ tử của ông có sư phụ như Mông Sơn Minh, chỉ cần Mông Sơn Minh đồng ý dẫn lối, hai người này tự nhiên có cơ hội lập công. Bây giờ, điểm then chốt của trận chiến này chính là hai người bọn họ. Không thể chỉ biết lý luận suông bắt đầu từ lúc này, hai người đã bị Mông Sơn Minh đẩy ra chiến trường chính thức rèn luyện. Thương Chiêu Tông lập tức quát quan truyền lệnh, truyền lệnh cho quân đội ở phần sau của Giác Hồ, tức khắc tiến công, không được sai lầm, kẻ trái lệnh, chém. Vâng, quan truyền lệnh vâng lời rời đi, lệnh tiến công vừa đến, là Đại An và Lộ Tranh đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu. Tại cửa thoát nước hai bên bờ Giác Hồ, quân đội hai bên đồng thời phát động tấn công. Chương 1306, sợ là không kịp hai. Đối với quân Triệu mà nói, cửa thoát nước ra sông của Giác Hồ không phải yếu địa, nằm ở hạ du của hồ, rất nhiều khe rãnh nước, không thích hợp tác chiến, cũng không hợp cho đông đảo nhân mã đóng giữ, không có giá trị phòng ngự. Nhưng đối với quân Yến, cửa thoát nước này liên quan đến thắng lợi của toàn bộ trận chiến từ lâu đã có một lượng lớn tu sĩ bí mật chạy tới. Thương chiêu tông lệnh cho ba đại phái phát động ba con phi cầm lớn, thêm ba vị thái thượng trưởng lão. Mục đích chỉ có một, chính là không cho phép có một con kim sĩ nào chạy thoát từ chỗ quân triệu trông giữ ở cửa thoát nước. Nói cho cùng chính là phải kéo dài thời gian cho đến lúc quân triệu biết được cửa thoát nước đã thất thủ. Thế công vừa khởi, dưới sức tấn công mạnh mẽ nhờ vào ưu thế binh lực, không bao lâu sau quân Yến đã thuận lợi hạ được cửa thoát nước. Vừa chiếm lĩnh quyền, là Đại An và Lộ Tranh lập tức lệnh lượng lớn tu sĩ nhanh chóng xé rộng cửa thoát nước của giác hồ, chính là nhiệm vụ duy nhất vào lúc này của họ. Đào đào khoét khoét, đục đục phá phá, nơi có thể xuất hiện lối thoát nước đều bị xé mở rộng ra. Sau khi chiếm lĩnh được vị trí, toàn quân chỉ bận rộn chuyện này, chưa nhận được quân lệnh chưa được dừng. Ba trưởng môn được bố trí nhiệm vụ thì biết kế hoạch tác chiến, cũng biết được tính chất nghiêm trọng của trận chiến này. Việc này liên quan trọng đại đến sự thành bại của toàn bộ chiến cuộc họ lệnh bắt buộc cho toàn bộ đệ tử kẻ làm trễ nải thời cơ chiến đấu sẽ bị nghiêm trị bằng môn quy rất nhiều tu sĩ bận bịu phá hoại động tính thực không nhỏ dọc theo ven hồ có mười mấy nhánh sông to to nhỏ nhỏ đồng thời bị đục khoét gần trăm nghìn nhân mã cùng tham dự kỳ quái hồ nước này làm sao lại có dòng chảy quân triệu ở trên bè gỗ đều nhận thấy điểm dị thường cảm thấy mặt hồ đang gợn sóng không còn phẳng lặng nữa bàng đăng cũng thấy lạ hơn nữa còn phát hiện tốc độ chảy của nước hồ càng lúc càng nhanh không biết chuyện gì đang xảy ra vấn đề là tốc độ nước chảy nhanh hơn thì phương hướng di chuyển của đại quân tới điểm dự định càng bị sai lệch đi vốn chỉ cần sông thẳng đi là tới chỗ cần đến kết quả lại phải đi ngược dòng đã vậy đi ngược dòng nước khiến việc di chuyển càng khó khăn hơn thời gian đi lại cũng bị gia tăng rất lớn mặt hồ lớn như vậy dòng nước xuất hiện biến hóa nếu không phải người thường xuyên sống tại nơi này thì sẽ không biết được đây là hiện tượng bất thường bàng đăng cũng chỉ có thể đốc thúc quân đội tăng sức đẩy mạnh tốc độ. Không bao lâu sau, một con kim xí bay tới, tướng lĩnh nhận tin nhanh chóng bẩm báo. Đại đô đốc, quân coi giữ bờ phía nam truyền tin tới, nói là phát hiện mực nước ven hồ đang không ngừng giảm xuống, hy vọng chúng ta tăng nhanh tốc độ di chuyển, nếu không sẽ khó khăn cho chúng ta đổ bộ quân. Hồ nước lớn như vậy, làm sao mực nước có thể giảm xuống nhanh chóng như thế? Bàng đăng nghi ngờ khó hiểu, cúi đầu nhìn xuống nước hồ giờ đã thành dòng chảy xiết, chợt như không biết nghĩ tới điều gì sắc mặt đột biến quay phát lại nói với trưởng môn ba đại phái nhanh lập tức phái người đi về phía hạ du giác hồ thăm dò xem mễ mãn cau mày nói thăm dò cái gì nhanh đi bàng đăng gần như gào lên với mễ mãn trưởng môn ba phái dường như chợt nhận ra là có thể xảy ra vấn đề lớn lao không còn bất mãn với thái độ gào thét của bàng đăng không nói gì thêm lập tức lệnh cho hàng phòng ngự trên không tách ra một người cưỡi phi cầm chạy đi kiểm tra kết quả lời vừa mới dứt một con kim xí đã đưa tin tới là tin từ quân trông giữ gần vị trí cửa thoát nước giác hồ thư nói là cửa thoát nước giác hồ đã bị quân yến đánh lén công phá bây giờ quân yến đang dồn rất nhiều nhân mã trắng trợn mở rộng con đường thoát nước tin tức quân yến đánh lén cửa thoát nước giác hồ có thể giấu một lúc không thể giấu lâu dài quân trông giữ không phải người chết đều có biện pháp liên hệ phòng ngự lẫn nhau sau khi bên kia phát hiện không liên lạc được đã phái người kiểm tra tất nhiên đã phát hiện vấn đề lập tức gửi tin cấp báo sợ chuyện gì gặp ngay chuyện đó bàng đang nhận được tin lập tức kinh hãi đến biến sắc phung mạnh tay chỉ hướng bờ phía nam gào lên nhanh nhanh trèo đi trèo đi tả thừa phong hỏi dò đại đô đốc quân yến làm vậy với mục đích gì bàng đang căng thẳng không nói tiếng nào ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước ông ta không muốn trả lời sợ nói ra sẽ giao động quân tâm đồng thời cũng ôm chút hy vọng hy vọng tới còn kịp hy vọng sẽ không xuất hiện kết quả xấu nhất hỏi mà không được trả lời ba vị trưởng môn nhíu mày không bao lâu sau lại có tin tức xấu to lớn truyền tới quân yến phát động tấn công toàn diện với quân đội phòng ngự bờ phía nam đối với quân tình quan trọng như thế gương mặt bằng đằng đã tái nhợt vẫn không nói lời nào ba vị trưởng môn cuống lên tương vạn lâu lạnh lùng nói đại đô đốc cứ gì kéo dài không mau lập tức lệnh cho quân trông giữ lui vào trong hồ chỉ cần chúng ta tập trung binh lực lại thì có thể tức khắc lao tới phòng tuyến của quân ta ở hướng khác rồi phá vậy bàng đang lộ vẻ bi thảm lẩm bẩm nói sợ là không kịp tương vạn lâu nổi giận đây không phải cục diện mà ngươi hy vọng nhìn thấy sao vì sao bây giờ lại nói không kịp tương vạn lâu không tận mắt nhìn thấy tình huống quân trông giữ bờ phía nam nhưng bàng đẳng đoán được tất cả đều là kế hoạch đã được thiết kế tỉ mỉ quân yến sẽ không đánh loạn mà là chớp thời cơ ra tay đối diện với xung kích chính diện của quân Yến, quân trông giữ bờ nam đúng là muốn lui vào trong hồ như kế hoạch, nhưng không cách nào rút lui. Mực nước nhanh chóng giảm xuống, liên miên bè gỗ trôi nổi ven hồ đều mắc cạn trong bùn lầy. Phần lớn quân đội trông giữ bờ phía nam chống cự chính diện quan Yến, một phần khác nhảy vào bãi bùn lầy phía sau, chậm chạp cất bước, muốn kéo bè gỗ chìm trong bùn vào trong hồ nước. Mực nước vẫn đang giảm xuống, quân triệu muốn tranh thủ thời gian khi khu vực bùn lầy còn chưa quá xa cứu lại đám bè gỗ này, để làm đường lui cho đại quân. Nhưng rất khó kéo những bè gỗ kia, mấy người cũng không nhấc nổi một cái bè gỗ, bản thân con người đi lại còn khó, huống chi là còn phải vác vật nặng. Đã vậy, chiều sâu của lớp bùn lầy này quả thực khó đo lường. Nơi nông không quá đầu gối, nơi sâu lại có thể rơi cả người vào đó. Chính diện bị quân yến mạnh mẽ tấn công, còn các quân sĩ đang lôi bè gỗ phía sau lại bị bùn lầy dày vò trong tuyệt vọng cảm giác giống như chỉ trong gang tấc là tới được thiên nhai mà hóa ra lại cách xa vô cùng, trơ mắt nhìn mực nước dần dần lùi ra xa. Chủ tướng quân triệu chỉ huy tác chiến ở tiền tuyến biết được tình huống cứu lại bè gỗ phía sau, đứng đối diện với chiến trường đang chém giết, bật khóc. Đường đường một người đàn ông mà hai mắt đẫm lệ, chiến sự còn xa mới đến lúc kết thúc, không ngờ đã yên lặng rơi lệ. Nước mắt chảy qua bộ dâu quai nón, tưới ướt đẫm bộ dâu, chảy xuôi xuống môi, lẩm bẩm. Nước triệu, xong rồi. Nước triệu xong rồi, y không phải những binh tốt phía dưới chỉ biết thực thi theo lệnh mà không biết gì. Y biết rất rõ, sau khi quân Yến và phản quân triệu hợp lực, binh lực tổng thể đã gấp 3 lần quân triệu, mỗi lần phát động tấn công thường thường đã gấp đôi quân triệu. Mà người chỉ huy binh lực gấp 3 lần đó không phải phường giá áo túi cơm, mà là đại danh tướng danh chấn thiên hạ. Tính cả sức mạnh của tu sĩ, ba đại phái nước Yến vốn có thể chống cự chính diện với ba đại phái nước triệu, bây giờ lại dốc toàn lực thì không phải chuyện nhỏ. Hiểu nguyệt các hợp tác với ba đại phái nước Yến, sức mạnh của tu sĩ bên địch cũng đã mạnh hơn bên quân triệu. Bây giờ bên y bị quân địch cùng ưu thế binh lực áp đảo tấn công, muốn phản công là không thể, đường lui duy nhất chính là cái hổ lớn sau lưng kia. Thế nhưng, đường lui cuối cùng này đã bị bùn nhão cản trở. chương 1307, cuộc chiến giác hồ. Người bên này không lui được, quân đội trong hồ có thể lên cạn được hay sao? Trong hồ có tận một triệu binh mã đấy y tin tưởng nhất định vị trí hiểm yếu đó là do người gây ra. Hồ lớn như vậy không phải một cái ao, nhất định đã bị người đào ra lối thoát lớn, nếu không thì mực nước không thể giảm xuống nhanh như vậy, nếu không thì quân Yến sẽ không tiến công đúng vào lúc này. Dùng nhân lực tạo ra hiểm họa tự nhiên, tiếp theo quân Yến chỉ cần dùng một phần nhỏ binh lực là có thể vây một triệu binh lính quân triệu trong hồ cho đến chết. Một triệu quân trong hồ đối với nước triệu đã không còn bất cứ tác dụng nào nữa, có thể cho là không còn tồn tại. Có những việc đã rõ ràng, mực nước hồ không thể chỉ giảm mỗi bờ nam bên này. Không chỉ quân đội bên y không còn đường lui, mà toàn bộ các nhánh quân triệu ở các hướng khác đều không còn đường lui. Chiến tranh đến lúc này, y đã không còn cần phải nhìn kết cục nữa, đã biết nước triệu xong rồi. Lệ rơi đầy mặt, ngửa lên trời không nói gì. Yến Sơn Minh kia chỉ huy thiên quân vạn mã trên mặt đất bao la này bày xuống một cục thế khí thôn Sơn Hà, muốn giải quyết trong một lượt. Người ta làm được rồi. Trên hồ, trong đội ngũ đang liều mạng trèo bè, có tướng lĩnh chỉ đằng trước la lớn. Đại đô đốc, thấy bờ, sắp tới bờ rồi. Bàng đang lại dục nhanh, phải đổ bộ trước khi trời tối. Cần phải hợp lực phá vây với quân đội trông giữ trước lúc trạng vạng tối. Ngay bản thân ông ta cũng không tin lời này. Ông ta biết mình chỉ đang cổ vũ sĩ khí lần cuối. Chờ đến lúc quân đội tuyến đầu tới gần cái gọi là bờ hồ, tất cả tướng sĩ mắt tròn mắt dẹt, choáng váng nhìn sang. Người ngồi trên bè cũng lục tục đứng dậy quan sát, chẳng có cái gì bờ hồ, nơi này cách mép nước chừng trăm trượng, từ đó tới bờ cỏ xanh bên kia còn tận một dặm đường. đứng trên bè gỗ có thể nhìn thấy trên bờ hồ chân chính đang có rất nhiều người lăn lộn trong bùn nhão. tả thừa phong tương vãn lâu mế mãn sắc mặt đen kịt, cuối cùng mới hiểu vì sao bàng đằng nói sợ là không kịp. tả thừa phong lạnh lẽo nói: bàng đại đô đốc, ngươi là thống soái toàn quân, giúp đại quân sống sót là trách nhiệm của ngươi. ngươi có biện pháp gì mang đại quân đi thoát phây? Tương vạn lâu và mễ mãn cũng nhìn bàng đằng chằm chằm. Họ muốn vượt qua khu vực bùn lầy kia tất nhiên không thành vấn đề, nhưng họ không thể nào mang nhiều người như vậy qua hết chỉ trong thời gian ngắn, chỉ có thể hy vọng bàng đằng thống soái mau chóng nghĩ cách. Bàng đằng quay lại nói với ba người, cho một ít pháp sư xuống, xem nơi nào nông hơn, dùng thân thử độ sâu, xếp hàng ngang dò đường về phía trước. Ba đại phái lập tức có một nhóm đệ tử nhận lệnh đi ra, đáp xuống vùng bùn nhão, xếp hàng ngang, sau đó thu pháp lực lại, lập tức hai chân chìm xuống. Có nơi bùn nhão cao không có hai đầu gối là rừng, có nơi không quá bắp đùi, mà có nhiều chỗ chìm xuống quá thắt lưng, rồi đến ngực, đến vai vẫn chưa dừng. Những nơi sâu không quá hai đầu gối là rừng kia nhìn có vẻ còn có thể đi tiếp, thực ra đó chỉ là một khu vực nhỏ. Càng đi về phía trước thêm mấy trượng, người dò thậm chí chìm xuống quá đỉnh đầu vẫn không thấy đâu. Nước bùn trong hồ này đã lắng động trong không biết bao nhiêu năm. Bàng đăng biết không có cách nào đi qua, chậm rãi nhắm hai mắt lại, gương mặt đầy khổ sở, lòng khốn hoặc không ai biết. Cả nhà ba cha con liên tiếp làm đại đô đốc nước triệu. Phụ thân và huynh trưởng thống lĩnh quân đội nước triệu tác chiến, kết cục cuối cùng đều chiến bại, cũng gây tổn thất rất lớn cho nước triệu. Ông ta xoay chuyển, kết quả bản thân cũng nối gót phụ huynh, chẳng lẽ là mệnh của bàng ra sao? Không cần thử lại, không qua được, bàng đang mở mắt ra, than nhẹ, tương vạn lâu cả giận nói, thân làm chủ soái lại nói lời giao động quân tâm như vậy sao? không qua được cũng phải qua mễ mãn nói nối bè gỗ lại dùng làm cầu nổi thử xem bàng đăng nói vô dụng bè gỗ trong nước có thể nổi nhưng lại không nổi được trên loại bùn lầy này ném xuống là bị nuốt mất cho dù nổi được người đạp lên cũng sẽ chìm mễ mãn không tin quan trọng là họ không thể nào chấp nhận được thực tế đó cứ vậy chịu thua không thử không cam lòng rất nhanh họ tổ chức cho binh lính trên một bè gỗ khác phân chia ra sau đó để vài tu sĩ dùng pháp lực mang bè gỗ thả xuống khu bùn. Sự thực chứng minh, về mặt khác, dù là trưởng môn ba đại phái có kiến thức rộng rãi cũng có chỗ không bằng bàng đằng. Bàng đằng chinh chiến cả đời, mang theo nhân mã bôn ba đi qua quá nhiều các loại địa hình. Quân đội có thể đi ở nơi nào, có thể dựng trại đóng quân ở đâu, đó là tố chất cơ bản của ông ta. Ông ta vừa nhìn địa hình nơi đó đã biết kết quả. Năng lực về phương diện này của ông ta hơn xa tít tắt so với trưởng môn ba đại phái có thể bay tới bay lui. Kết quả này khiến mễ mãn giận dữ, quát mắng bàng đằng. Làm sao bây giờ, bàng đằng không hé răng, hai mắt nhìn chằm chằm bên bờ cách vài trăm trượng, trong mắt đầy vẻ bi thống. Ba vị trưởng môn nhìn theo về phía đó, bên kia bờ hồ dường như có thể nghe thấy tiếng chém giết loáng thoáng. Nơi này có thể nhìn thấy bên bờ, trên bờ cũng có thể nhìn thấy quân đội bập bềnh trên mặt hồ, nhưng khoảng cách ngăn ngắn đó khiến đôi bên không cách nào gặp gỡ. Tương Vạn Lâu đột nhiên nói, ta có biện pháp thử một lần, Quân đội có thể thuận theo dòng nước đi về phía cửa bên trái, có lẽ có thể đổ bộ. Vừa nói xong, những người khác đều hiểu thâm ý trong đó, là muốn từ bỏ nhánh quân Triệu đang bị vây công trên bờ bên kia, không cứu viện, làm như không nhìn thấy. Nhưng mà không buông tha cũng không được, không có cách nào cứu viện, Tả Thừa Phong nói. Không sai, khi nói ra lời này, Tả Thừa Phong đã tán thành việc mặc kệ sống chết của binh lính bờ nam, từ bỏ. Bang đang lên tiếng, "Vô dụng, hồ nước lớn như vậy, mực nước giảm xuống lại rất nhanh, từ đó có thể tưởng tượng được tốc độ chảy của dòng nước tại chỗ vỡ bờ. Nhiều người xông tới đó như vậy, không cần kẻ địch tấn công, toàn bộ đã xong đời. Tương Vạn Lâu cả giận nói, thế này không được, thế kia cũng không được, chúng ta còn cần thống soái như người làm gì. Từ lúc hai nước giao chiến đến nay, Mông Sơn Minh vừa ra tay, người đã rơi vào hạ phong khắp nơi. Trước lúc khởi chiến, là ai tuyên bố chắc chắn thắng? Là ai kiên trì thuyết phục chúng ta phát động chiến sự trước? nước yến suy yếu như vậy mông sơn minh còn có thể xoay chuyển càn khôn người thì sao một nước triệu tốt đẹp lại bị ngươi đánh như vậy không công hưởng lộc đồ quan to rác rưởi bàng đằng âm u đối phương không nể tình chút nào mắng ông ta như vậy ông ta nhận bàng đằng ta là tội nhân thiên cổ của nước triệu các tướng lĩnh trung quang cũng trầm mặc não nề mễ mãn có phải tội nhân hay không nói miệng vô dụng bây giờ vấn đề trước mắt thì phải giải quyết chẳng lẽ để đại quân chết vô ích Mặc kệ biện pháp của tương huynh có được hay không, chỉ ít đây là biện pháp khả thi duy nhất, ít ra cũng phải thử xem. Bàng đang nhắm mắt nuối tiếc, không cần thử, cho dù lao ra khỏi giác hồ. Hạ du tất nhiên đã bị lũ quét biến thành một biển nước mênh mông, chỉ cần sông về phía đó chính là bại. Bàng đằng ta vô năng, liên lụy đến bách tính nước triệu. Đáng thương cho bách tính hạ du, không biết có bao nhiêu người vì trận hồng thủy này mà tan cửa nát nhà. Mông Sơn Minh dùng kế tuyệt hậu ác độc bực này, ắt bị trời phạt. Tương vạn lâu tức giận mắng, trời phạt cái gì, thân làm thống soái đánh thắng trận là thiên chức, đánh không thắng, dùng miệng nguyền rủa đối thủ thì có gì tài ba. Bàng đằng ngươi có bản lĩnh thì cũng dùng kế tuyệt hậu đi, trời có phạt thì để ta gánh thay cho ngươi là được. Tương vạn lâu mắng cái gì, bàng đằng đều nhận, kẻ bại không có quyền lên tiếng, dù nghìn vạn lý do cũng không thể biện hộ. Bây giờ không giống như lúc ngụy biện trên chiều, thua chính là thua. linh 1308, Gối Phong 1 quân đội bờ phía nam thủ vững, sau khi tổn thất quá nửa, vô vọng phá vây, lùi về lại không có đường, không ai viện trợ, 300.000 nhân mã còn lại, chỉ có thể. Hàng, 3 triệu quân đội tinh nhuệ cuối cùng của nước triệu có phần chết trận, có phần đầu hàng, quá nửa bị vây trong hồ, tương đương với tổn thất quá nửa. Nước triệu vốn không nhiều binh lực bằng nước yến cộng với phản quân triệu, đã như vậy, chiến lược phòng ngự dựa vào giác hồ của quân triệu toàn diện tan vỡ. Quân triệu còn lại trên bờ bị co vào khu vực nhỏ, liên quân không mạnh mẽ tấn công bộ nhân mã này nữa vây nhốt và không ngừng chiêu hàng nắm chắc phần thắng quân triệu đã không có cơ hội trở mình thương chiêu tông và mông sơn minh đều không muốn cường công không muốn quân yến trả giá thương vong quá nặng nề từ khi đông trinh nước tống lại tây kích nước triệu binh sĩ nước yến vì bảo vệ quốc gia chống lại ngoại địch cái giá phải trả đã lớn vô cùng đến đây phòng tuyến chung quanh giác hồ hầu như đã bị liên quân toàn diện chiếm đóng một triệu quân triệu trong hồ đã hoàn toàn thành ba ba trong giỏ. Cuộc chiến giác hồ truyền ra, thiên hạ khiếp sợ, người tinh tường đều biết, trận chiến này tuy chưa kết thúc, nhưng đã đánh đến mức này, quân triệu đã không còn khả năng chờ mình. Nước triệu diệt phong tại trước mắt, trong tông miếu treo đèn khắp nơi, đèn đuốc sáng trưng, bàn thờ đặt hàng loạt tấm bài vị san sát nhau, cảm giác rất âm u. Bóng tối lắc lư theo ánh lửa, Yến Hoàng Thương Kiến Hùng đứng trước bài vị của tổ tiên, nhìn chăm chú, nét mặt uy nghiêm, ánh mắt phức tạp, trong lòng đang cầu nguyện về phía tổ tiên sau khi tình hình chiến trường yến triệu truyền về ông ta rất bất ngờ ông ta cũng không ngờ là nước triệu thất bại nhanh như vậy nước triệu còn mấy triệu quân kết quả chỉ một trận chiến đã bị bóp nghẹt cổ họng nước triệu sắp diệt phong nước yến lại đẩy nước triệu vào tuyệt cảnh diệt quốc nếu ở trong cục diện này vào thời điểm cách đây một hai năm ông ta không dám nghĩ tới khi đó thế cuộc nước yến lung lay sắp đổ ông ta ăn ngủ không yên Tuy nói việc chủ trì cuộc chiến diệt triệu chẳng liên quan gì đến ông ta, nhưng dù sao ông ta cũng là hoàng đế nước Yến. Nước Yến dưới sự thống trị của ông ta đã một lần nữa khai sáng công tích vĩ đại. Ngày hôm nay ông ta tới đây là để nói cho tổ tiên về việc này. Nói chung chính là một câu, nước Yến trên tay ông ta đã diệt nước triệu. Tổng quản đại nội Điền Vũ đi vào điện, nhẹ giọng nói với ông ta: Bệ hạ, đêm khuya thăm thẳm, nghỉ ngơi thôi. Nhìn chăm chăm bài vị, Thương Kiến Hùng đột một hỏi một đằng nói một nẻo. Điền Vũ, công lao mở rộng đất đai lãnh thổ này, Thái Thúc Hùng vẫn muốn làm mà không được, quả nhân làm được rồi. Nghe ý trong lời nói của ông ta, giống như là tự nói bản thân mình mạnh hơn Thái Thúc Hùng vậy. Tuy là nô tài cận thân, Điền Vũ vừa nghe thấy vậy, khóe miệng đã giật giật mấy cái. Vị này đúng là dám nói, trong lòng y nảy sinh ý nghĩa, công lao diệt triệu có nửa phần quan hệ gì với ngài hay sao? Thậm chí y dám cam đoan, chỉ cần có thể có cơ hội hạn chế tư thái nổi bật lên của Thương Chiêu Tông, vị này tình nguyện từ bỏ công lao diệt triệu cũng phải kéo lấy chân sau thương chiêu tông cho bằng được có điều y cũng hiểu rất rõ thời gian gần đây bệ hạ đây cần một lần tự khẳng định bản thân hơn nữa thế cuộc biến hóa rất nhanh như hữu đạo bức tử đồng mạch vẫn còn dư âm chưa tan thế lực thương hệ bành trướng ép bên này không thở nổi vị hoàng đế này giận mà không dám nói gì đang lúc vô cùng uất ức đột nhiên thế cuộc thoáng cái thay đổi thương chiêu tông triệu tập quân đội trước mặt mọi người không thèm quan tâm đến thể diện của ba đại phái. Sau khi tin tức truyền tới, thực sự khiến bên triều đình mừng rỡ. Người hiểu chuyện đều biết, xảy ra chuyện như vậy, ba đại phái sao có thể chấp nhận cho thương chiêu tông tiếp tục hung hăng. Sau khi chiến tranh xong, chuyện gì có thể phát sinh là điều dễ tưởng tượng. Bên triều đình chẳng làm gì, thế cuộc trước mắt đã lật mình, là chuyện chẳng ai ngờ tới. Thái thúc hùng trong miệng thương kiến hùng đang ở trên lầu cát, mua kiếm dưới bầu trời đầy sao, kiếm ý phấn khởi. Tình hình trận chiến Yến Triệu đã truyền về, nước Triệu lần này sẽ phải ngã xuống sao. Việc này khiến ông ta vô cùng hưng phấn, bởi vì sự thực chứng minh, thế cuộc rằng con nhiều năm giữa các quốc gia không phải không thể nào thay đổi. Lửa nhiệt huyết trong người ông ta chớp mắt cháy bùng lên, khát vọng, chờ mong, mua kiếm trợ hứng, tùy ý hào hùng. Bệ hạ, trưởng môn tông chủ đến rồi, tổng quản đại nội quản đào đột nhiên tới báo, không để ý đến việc quấy rồi nhã hứng của hoàng đế. Nghe nói trưởng môn khí vân tông thái thúc phi hoa đích thân tới, Thái Thúc Hùng lập tức thu lại hứng thú, không dám chậm trễ, lập tức đi nghênh đón. Chưa chờ ông ta đi xuống, một bóng người đã lóe một cái đáp xuống lầu các, chính là Thái Thúc Phi Hoa. Thái Thúc Hùng lập tức cầm kiếm ôm quyền trào. Đại bá, quản đào cũng khom mình, Thái Thúc Phi Hoa ừm một tiếng, ánh mắt liếc kiếm trong tay Thái Thúc Hùng, bình thản nói. Đang tu luyện, A à, Hùng, không ai có thể tinh thông tất cả mọi mặt. Người chỉ cần chuyên tâm chuyện nước tấn, những chuyện khác tự nhiên có người đi làm thái thúc hùng thầm cười khổ biết đối phương hiểu lầm có điều ông ta vẫn ngoan ngoãn vâng dạ ném kiếm cho quản đào hỏi đại bá tới lúc này là có chuyện quan trọng không thể nói là chuyện quan trọng gì thái thúc phi hoa hỏi nghe nói ba đại phái nước triệu vì ngăn địch mà hầu như đã tập trung tất cả lực lượng bây giờ phòng ngự tại hoàng cung nước triệu đang bỏ trống thái thúc hùng cân nhắc việc thái thúc phi hoa hỏi bên ngoài trả lời căn cứ vào tình báo của hắc thủy đài thì hẳn là vậy có điều nếu nói là hoàn toàn bỏ trống thì cũng không phải, dù sao cũng còn chút tu sĩ phòng thủ. Đại bá tự mình tới hỏi việc này, chẳng lẽ có tính toán gì với Hoàng cung nước triệu? Thái thúc phi hoa không tỏ rõ ý kiến. À Hùng à, vì chuẩn bị chiến tranh cho ngươi, trong tay Tông Môn đang căng thẳng, việc này ngươi cũng biết đấy. Thái thúc Hùng vội hỏi, là ta vô năng, thái thúc phi hoa, đừng nói mấy lời vô dụng này. Ý của các thúc bá của ngươi là, Hoàng cung nước triệu bây giờ đang vào cơ hội tốt để ra tay. Không nói gì khác, chỉ cần lấy được thần khí nước Triệu vào tay là đã có thể bán được cái giá cao. Thái Thúc Hùng nghi ngờ không thôi nói, lẽ nào đại bá muốn cướp hoàng cung nước Triệu? Thái Thúc Phi Hoa, ra tay phải đúng lúc, nếu chậm thì cũng bị người khác nhanh chân đến trước mà thôi. Việc này không cần ngươi bận tâm, tông môn sẽ tự xử lý. Bên kinh thành nước Triệu có mạng lưới hắc thủy đài của ngươi, việc ngươi cần làm là cho mạng lưới kia dò la tình huống bên đó dù sao trong hoàng cung nước triệu cũng không có người của tông môn lẫn vào thái thúc hùng trần chờ nói đại bá sợ là hắc thủy đài cũng không cách nào tìm hiểu triệt để tình huống trong hoàng cung nước triệu ngay cả ta cũng không dám nói có thể hiểu rõ tình huống trong cung này như trong bàn tay còn nữa chính vì ba đại phái nước triệu đã phái đi phần lớn lực lượng phòng ngự trong hoàng cung nước triệu chỉ có thể càng cẩn thận hơn e rằng không tránh được các loại ẩn náu sợ là không hẳn đã cướp được cái gì thái thúc phi hoa Ngươi chỉ cần cho hắc thủy đài khóa chặt vị trí hải vô cực. Chỉ cần tìm được hải vô cực, chuyện mà ba đại phái nước tống có thể làm được, không lý gì nước tấn ta không làm được. Dưới mái cổng vòm, hạo vân đồ chắp tay ngước nhìn bầu trời sao, thỉnh thoảng chờ thổn thức ai thán. Hoàng hậu được đỡ tay đi tưới, tự tay choàng áo khoác lên cho y, hỏi. Chuyện gì khiến bệ hạ hoài cảm như vậy? Hạo vân đồ than thở, sợ là nước triệu xong rồi. Hoàng hậu không hiểu nói. Sau khi hiểu nguyệt các khởi binh, không phải nước triệu diệt quốc là chuyện trong dự liệu rồi sao? chương 1309, Gối Phong 2 Hạo Vân Đồ lắc đầu, nàng không hiểu, từ sau khi tần diệt, bảy nước rằng có nhau đã 300 năm nay. Nước triệu vừa đổ, thế cục không biến suốt 300 năm nay lập tức lay chuyển, cũng có nghĩa là cách cục lợi ích xuất hiện biến hóa. Đây không phải là dấu hiệu tốt lành, Hoàng hậu hỏi, nói cách khác, bệ hạ không hy vọng nước triệu diệt phong. Hạo Vân Đồ giơ tay, khẽ vuốt gò má Hoàng hậu một cái. Giang Sơn nước triệu như mỹ nhân, tự mình không chiếm được, cũng không muốn trơ mắt nhìn người khác chiếm lấy. Muốn đưa lên giường thì cũng đưa lên giường của mình mới là tốt nhất. Nào có ví dụ nào như vậy, hoàng hậu xì một cái, đương nhiên hiểu rõ ý hoàng đế. Nước tề không chiếm được, tất nhiên cũng không hy vọng nước khác có được. Có điều, hoàng hậu rất hưởng thụ cử chỉ của y. Hoàng hậu bắt lấy tay hoàng đế, dường như muốn chia sẻ yêu phiền. Nếu bệ hạ không muốn nước triệu diệt vong, lẽ nào không có cách giúp nước triệu một cái sao hạo vân đồ nước yến thu được hoàn cảnh tiến công có lợi không có nỗi lo về sau ai khuyên cũng vô dụng bên đó làm sao nỡ lòng từ bỏ tảng mỡ béo như nước triệu phía tây lại có hiểu nguyệt các chống đỡ nước tề và nước vệ chẳng biết hiểu nguyệt các uống lộn thuốc gì đối mặt với sự uy hiếp từ hai quốc gia tề vệ mà mặc kệ chỉ quyết tâm muốn lật đổ nước triệu quan trọng nhất chính là chẳng ai ngờ rằng nước triệu bại nhanh như thế hiện giờ cho dù có người muốn giúp nước triệu cũng không thể ra sức quân triệu không thể chờ được đến lúc viện quân chạy tới trừ phi phiêu miếu các ra tay nhưng gần như không có khả năng khả năng khác là các nước còn lại hợp lực tập trung tu sĩ cao cấp hàng đầu của các nước khẩn cấp chạy đi có lẽ còn có một tia hy vọng thế nhưng hai nước hàn tống còn chưa tự lo thân được sẽ không ra tay nước tề và nước vệ đúng là muốn ra tay giúp đỡ nhưng giữa các quốc gia đã loạn như vậy chỉ e nước tấn giống như sói đói đã ngửi thấy mùi máu tanh ước gì tề vệ bị lôi kéo chậm chân sau đó sẽ từ phía sau ập tới cắn xé hai nước này huống chi muốn tề vệ giúp đỡ thì tiền đề nhất định là nước triệu phải có năng lực chống cự với địch bây giờ họ còn có năng lực đó hay sao đường xá xa xôi cho dù nước tề ta xuất binh thì cũng chỉ là nước xa không cứu được lửa gần dựa vào một số cao thủ do nước tề và nước vệ phái ra cũng không thay đổi được toàn bộ chiến cuộc phủ thiên vi bên hoa dưới trăng huyền vi và tây môn tỉnh không sóng vai rong chơi nhìn gương mặt bên của nàng tỏa hào quang mông lung dưới trăng tây môn tỉnh không rất muốn ôm nàng rất muốn có nàng nhưng huyền vi đang sầu lo hậu quả sau khi nước triệu diệt phong hai người tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt không dám tiến xa hơn trong cung lại có người vui vẻ cực kỳ thỏa thích điên loan đảo phượng trong trứng bồng thường quý phi và vệ quân huyền thừa thiên vừa mây mưa xong vành tai và tóc mai chạm vào nhau tiếng thở nỉ non bên gối phong một hồi lâu sau, huyền thừa thiên thở dài, nàng xem, gần đây hoàng tỷ đều dễ dàng buông tay. Hoàng tỷ thật sự không phải là người như nàng nghĩ, thậm chí, tỷ ấy còn ước gì có thể đôn đốc ta sớm ngày quen việc, chuyện gì cũng kêu la, khiến chấm mệt mỏi. Thường quý phi nằm nhoài trên ngực yêu oán giận, nô tỳ cũng suy nghĩ cho bệ hạ, bây giờ hóa ra là do nô tỳ gây xích mích. Hừ, nếu không phải là do nghe được một chút tin tức, nô tỳ mới chẳng thèm nói những lời khiến người ta ghét này. Huyền Thừa Thiên vui vẻ, đầu ngón tay vuốt mũi nàng ta. Nàng ở trong thâm cung có thể nghe được tin tức gì, lại có cái gì mà chấm không biết? Thường Quý phi nũng nịu nói, có một số việc nô tỳ cũng không dám nói, nói ra sợ sẽ làm bệ hạ tức giận. Huyền Thừa Thiên càng ngày càng hứng thú, nói, mặc kệ nói sai cái gì, chấm đều miễn tội cho nàng. Thường Quý phi dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực y. Dù bệ hạ khoan hồng độ lượng, nô tỳ cũng không dám nói. Huyền Thừa Thiên giơ tay vỗ độc một cái lên eo nàng ta. Chấm lệnh cho nàng nói, chẳng lẽ nàng muốn kháng chỉ sao? Thường quý phi ưỡn ả à, ưỡn ẹo ra vẻ không thể không theo, cuối cùng ghé vào tai y nói thầm. Nô tỳ nghe nói, hoàng tỷ và cái tên Tây môn tình không kia từ lâu đã nảy sinh tình cảm. Sau khi nghe xong, Huyền Thừa Thiên ha ha cười, còn tưởng là bí mật gì, chỉ việc này sao? Có ai mà không biết chuyện giữa hoàng tỷ và gã kia, còn cần nàng nói hay sao? Lẽ nào bệ hạ không lo lắng chút nào sao? Chuyện này thì có gì mà lo lắng, cũng không thể để hoàng tỷ cô quả cả đời chứ. Có thể gặp gỡ người trong tâm là chuyện tốt, giống như chấm đối với ái phi vậy. Bệ hạ, việc này vẫn khác. Nô tỳ chỉ là một phi tử, nhưng hoàng tỷ là nữ tướng công tay cầm chính quyền to lớn của nước vệ. Hoàng tỷ và Tây Môn Tình không đến với nhau, chẳng may có con thì sao? Quyền lực trên tay hoàng tỷ, ai dám cam đoan tương lai hoàng tỷ không giao quyền lực nước vệ này cho con trai? hoàng tỷ có thể bằng lòng ngồi nhìn con mình cúi đầu xưng thần với kẻ khác sao chuyện này nàng cả nghĩ quá rồi hoàng tỷ đang từng bước giao quyền lại cho trẫm thật sự giao lại quyền hành sao còn có thể giả bộ hay sao nô tỷ có một biện pháp có thể dễ dàng thử ra thật hay giả giống như bệ hạ nói sau khi tiếp nhận là cảm thấy bận rộn mệt mỏi nhưng quyền lực chân chính không nên chỉ là làm việc mà là điều người phía dưới đi làm việc không biết nô tỷ nói có đúng hay không cũng tựa tựa vậy việc là do bệ hạ làm nhưng những người đang làm việc đó là ai đều là do hoàng tỷ đề bạt cho ngài bệ hạ muốn biết hoàng tỷ có cam tâm giao quyền hay không không ngại động tới quyền lực lớn nhất trên tay hoàng tỷ là binh quyền bệ hạ có thể giả bộ giải trừ binh quyền của thái úy nam nhân ngọc thử xem phản ứng của hoàng tỷ nếu hoàng tỷ không phản đối thì là nô tỷ lắm miệng nếu như phản đối mãnh liệt hoàng tỷ có tâm tư gì thì nô tỷ không dám nhiều lời kinh thành nước triệu bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng dưới đáy đã ngầm hỗn loạn tương bừng. Kẻ có bối cảnh nhận được tin tức trước đã ngầm đưa cả gia đình bỏ trốn. Họ cũng chỉ có thể lặng lẽ rút khỏi, không dám lộ liễu chút nào. Lúc này Triệu Hoàng Hải vô cực như con giã thú đói bụng nhiều ngày, một khi dơ lên đồ đau là sẽ không quan tâm ngươi có chỗ dựa gì trong triều đình, dơ tay chém xuống chính là đầu ngươi. Những bách tính bình thường biết được tin tức chế nhất, tuy hàng ngày sinh hoạt không dư giả gì, nhưng dù sao nên sống thế nào thì vẫn sống thế ấy. Nếu thật sự có xảy ra sự tình gì thì cũng chẳng có sức thay đổi, nên họ vẫn tiếp tục cuộc sống như thường. Toàn bộ thái giám trong cung càng tuân thủ quy định nghiêm ngặt nhất từ trước tới nay. Các cung nữ, nha hoàn nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, bước đi đều nhẹ nhàng hết sức. Hai ngày nay, người đi qua trước mặt hoàng đế không hiểu ra sao, không biết sai ở đâu, đều khiến hoàng đế bệ hạ giống lên cho người kéo ra ngoài chém, đã giết mười mấy người. Người đứng ngoài xem chẳng hiểu ra sao, người bị giết cũng ngu ngơ khó hiểu, chết hồ đồ, không biết sai lầm ở chỗ nào. Trong cung từ trên xuống dưới ai nấy nơm nớp lo sợ, ngay cả các phi tử tại hậu cung cũng lo lắng để phòng cả ngày. Sự việc do đâu, mọi người đều hiểu, xuất binh là đại sự quốc gia, chiến tranh không thể khinh xuất. Hiện nay chính là kết cục của việc gây chiến khinh xuất, không nên tấn công nước Yến bừa bãi như vậy. Hiểu thì hiểu, nhưng không ai dám nhắc lại, đó đã là cái vảy ngược của Hoàng đế, hiện giờ mà dám nói lại những chuyện kia là chán sống. Bệ hạ tham mạng, bệ hạ tham mạng, bệ hạ tha mạng. Một loạt tiếng la hét cầu xin khiến người nghe kinh sợ vang lên, đến nỗi thái hậu thương ấu lan đang bê trà trong phòng cũng chợt nhìn ra ngoài cửa, sau đó nhìn hoàng hậu ngồi cùng bên cạnh. chương 1310, ra cát trì, trong mắt hoàng hậu lộ vẻ bất an, muốn nói lại thôi. Lời nói từ đáy lòng cuối cùng vẫn không nói ra, trà không uống được nữa, thương ấu lan đặt chén trà xuống, hỏi hoàng hậu. Hai ngày nay, đây đã là người thứ mấy? Hoàng hậu bất an nói, thưa mẫu hậu, 15, hẳn là 16 người. Ai, tâm thần hoàng đế rối loạn, vì lúc trước bao nhiêu đại thần đau khổ khuyên can mà không nghe, cứ nhất định khư khư cố chấp. Sớm biết bây giờ, làm sao lúc trước còn như thế. Thương ấu lan thở dài, hoàng hậu gượng ép cười. Bây giờ trong hậu cung cũng chỉ có vị này dám nói lời ấy, những người khác, bao gồm cả hoàng hậu, cũng không dám. Nói lời này chính là đang chỉ trích bệ hạ sai lầm. Trong lúc nói chuyện, hai người chợt cùng nhìn ra ngoài cửa, thấy một lão thái giám tóc trắng xóa dẫn vài thái giám trẻ bưng khai tiến vào, không biết mang tới cái gì. Lão thái giám chính là tổng quản đại nội trong hoàng cung nước triệu, gia cát trì. Tuy rằng ông ta đeo cái hàm tổng quản đại nội, nhưng thực tế đã lớn tuổi, tinh lực không còn đủ, thực quyền đều đã giao cho thái giám tiểu bối. Bản thân ông ta chỉ đi lòng vòng trước mặt mấy chủ nhân chủ yếu mà thôi. Thường ấu lan nhìn thấy ông ta dường như nhớ ra cái gì, than thở. Lão già này đúng là chậm chạp, sống cũng đủ rồi, trời có sập cũng cần gì thì làm nấy, mãi mãi cũng thành thơi như thế. Sau đó Thái Hậu hô lên, lão ra cát, lão ra cát, hai tiếng gọi, lão Thái giám kia có lẽ lớn tuổi không nghe thấy, lập tức có cung nữ chạy tới nói chuyện. Lúc này lão Thái giám kia mới tập tính lê bước tới. Lúc đi qua ngưỡng cửa, ông ta nhấc phạt áo, cố sức nhấc chân, cái lưng còng chậm rãi đi tới. Đôi mắt già lão vẩn đục của ông ta nhìn người chung quanh một chút rồi mới chậm chạp hành lễ. Lão nô ra mắt Thái Hậu, ra mắt hoàng hậu nương nương. Thương ấu lan hất cằm về phía ngoài, hò hò hét hét, xảy ra chuyện gì thế? Ra các chỉ chậm gì gì nói, chắc hẳn có tên nô tài mù mắt nào đó phạm lỗi, khiến bệ hạ không vui. Đều do lão nô dậy bảo không được, xin thái hậu giáng tội. Thương ấu lan, lão già này, không cần phạt, phạt một lần sợ là lão đi đời nhà ma ngay. Ta nói này lão gia cát, ta nhớ không lầm thì lúc hoàng gia ra còn đương chiều, người vẫn còn ở bên hoàng gia ra chứ. Gia Cát Trì khom lưng. Khi đó Lão Nô còn là một đứa bé, được mông Lão Thánh Giá thưởng thức, được làm cái đứa mài mực bên cạnh Lão Thánh Giá. Lão Nô biết đọc sách viết chữ còn là do Lão Thánh Giá tự mình dạy. Thương Ấu Lan, đúng đấy, bổn cung nghe nói, sau đó Hoàng gia gia băng hà đã cho ngươi đi theo Phụ Hoàng. Ngươi ở cạnh Phụ Hoàng đã trở thành Thái Giám Tổng Quản trong cung. Trước khi Phụ Hoàng Lâm chung lại căn dặn tiên Hoàng trăm lần nghìn lần là nhất định phải đối xử tử tế với ngươi đến lúc trước khi tiên hoàng lâm chung, truyền ngôi cho bệ hạ, khi đó bổn cung tận mắt nhìn thấy, tiên hoàng cứ dặn dò bệ hạ mãi, muốn giữ người ở bên cạnh. Ngẫm nghĩ lại như thế, người đã đi qua bốn triều đại, người đúng là nguyên lão quá trăm tuổi, kinh qua bốn triều. Văn võ cả triều này cũng không tìm đâu ra một người có tư cách già lão như ngươi. Gia Cát Trì, Thái Hậu quá khen, lão nô chỉ là một nô tài, già cả hồ đồ rồi, không làm nổi cái nguyên lão bốn triều này đâu. Thương ấu lan lắc đầu. Bổn cung không nịnh ngươi, mà là muốn nói cho ngươi, không phải hiện nay bệ hạ không nhớ tình xưa, mà là ngươi đã quá lớn tuổi nên mới giao một số chuyện cho người dưới làm, cũng là vì thương cảm cho ngươi. Bệ hạ có chỗ nào không đúng, ngươi không nên để trong lòng. Gia cát chỉ hạ thấp người, lão nô hiểu rõ, thương ấu lan, hiểu là tốt rồi, ngươi cũng biết tình huống bên ngoài là thế nào rồi, ngươi sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi hầu hạ bốn đời hoàng đế nước Triệu ta, về tình về lý, đều nên để ngươi được chết một cách tử tế đi đi, hôm nay đi ngay đi, muốn đi đâu thì đi đó. Thưa dịp bổn cung bây giờ còn có thể sai khiến được người, còn có thể cho ngươi đưa ngươi đi, đi còn kịp. Ra cát trì, lão nô chân thành ghi như ý tốt của Thái Hậu, chỉ là lão nô từ nhỏ đã lớn lên trong cung này, thật sự không muốn rời đi. Thương Ấu Lan, lão già, không phải là bổn cung đang giả vờ với ngươi, cũng không phải là thăm dò ngươi. Nhân dịp bây giờ còn có thể đi thì đi nhanh lên, chậm là không đi được nữa. Ngươi yên tâm, người khác không được tự tiện rời đi, người có thể, xảy ra chuyện thì bổn cung chịu trách nhiệm. Bổn cung vẫn còn có thể gánh được chút chuyện này, cũng không cần ngươi đi tạm biệt khắp nơi, không cần nói cho ai, cứ vậy mà đi thôi, để tránh tin tức truyền đi lại có kẻ gây chuyện với ngươi. Dù sao ngươi cũng đã sống trong cung nhiều năm như vậy, đi ra ngoài tìm một chỗ yên tĩnh mai danh ẩn tích, sống nốt cuộc đời còn lại đi. Gia Cát Trì lắc đầu, Thái Hậu, không phải lão nô lập gì, lão nô già cả hồ đồ rồi, không nhúc nhích nổi nữa. Từ nhỏ đã quen tháng ngày sống trong cung, tuổi này còn đi ra ngoài thì sao sống nổi. Thương ấu lan trầm mặc, cuối cùng chậm rãi nói. Thế thì tự ngươi quyết định đi, bổn cung chỉ có thể nói là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bà ta giơ tay, ra hiệu lui ra. Vâng, ra các chỉ hạ thấp người hành lễ, rồi hành lễ với hoàng hậu, chậm rãi đi lùi ra ngoài. Hoàng hậu cũng khẽ gật đầu hỏi thăm, ta dương hạ xuống, ánh nắng đỏ rực như máu, tắm rửa khắp hoàng cung huy hoàng. Tối dần buông, lại thấy đèn đuốc sáng lên trong cung. Lúc nửa đêm, trên bầu trời, mười mấy người từ trên trời đáp xuống. Ai, có tiếng quát to, một đám tu sĩ trong cung phóng lên trời chặn lại. Trong tiếng tranh đấu ầm ầm, có ba người công phá phòng ngự trước tiên. ỉ trong cung không có cao thủ chân chính bảo vệ, không sợ khó thoát thân, ba người nọ cả gan xông thẳng vào ngự thư phòng đang sáng choang đèn đuốc. ầm, gạch vụn tán loạn, nóc nhà vỡ tung, hải vô cực trong ngự thư phòng cực kỳ kinh hãi, chưa phản ứng với chuyện xảy ra đã bị một người tóm chặt lấy cổ. Cấm vệ quân trong cung và tu sĩ khẩn cấp tới cứu viện. Bên trong ngự thư phòng vang lên tiếng hét lớn, "Tất cả đứng lại cho ta, ai dám làm bậy, ta lập tức lấy mạng của hoàng đế các ngươi." Bảo người bên ngoài của các ngươi lập tức dừng tay. Trong phòng, ba người bắt lấy hoàng đế không phải ai khác, chính là cao thủ Khí Vân tông nhận lệnh tới đây cướp bóc, ba vị thái thượng trưởng lão Khí Vân tông tự mình dẫn đội bảo người bên ngoài dừng tay tất nhiên là vì họ dẫn người đến vừa gặp phải công kích ban nãy. Ai ngờ đúng lúc này, phủ lệnh Nguyễn Thanh cũng là người tiếp nhận thực quyền từ tổng quản đại nội ra cắt trì, không thèm để ý đến tính mạng hoàng đế trong ngự thư phòng, lập tức ra lệnh. Bệ hạ không có ở bên trong, giết, mũi tên vèo vèo phá cửa bắn vào, người trong nhà giật cả mình, cấp tốc nương nhờ đồ đạc trong phòng tránh tên. Ba người không nghĩ tới, hoàng đế bị họ bắt được mà đối phương dám ra tay, không quan tâm đến mạng sống của hoàng đế. Trong phòng vang dội tiếng tên bắn liên miên như mưa, có người bắt lấy hải vô cực, cả giận nói. Bảo chúng dừng tay, bằng không làm thịt ngươi. Hải vô cực kia hoảng loạn nói, ta không phải bệ hạ, ta là thế thân của bệ hạ. Có người lập tức sờ nắn lên mặt hoàng đế một lượt, vẫn không phát hiện có dịch dung, giận điên nói. Nói bậy, người trên tranh vẽ chính là ngươi. Hải vô cực kia vội nói, ta đúng là thế thân, nếu không sao họ tấn công mà không thèm quan tâm sự sống chết của ta. Nếu ngươi là giả, thế người thật đâu, không biết, ta thật sự không biết, vậy thì ai biết, tiểu nhân nào có biết những thứ này, không hỏi được chân tướng, ba người lập tức ném hải vô cực ra ngoài kiểm tra, kết quả người bên ngoài không chút nương tay, loạn tiễn bắn hải vô cực này thành con nhím. Lúc này ba người mới biết đối tượng bắt cóc là giả, quả thực là thế thân. chương 1311, người là tu sĩ Nguyên Anh. Một, trong tiếng ầm ầm gạch đá vụn trong ngự thư phòng bị bắn bay loạn xạ, cột nhà bay ra quét ngang một vùng quân sĩ vây công bên ngoài kêu rên thảm thiết, ba trưởng lão khí vân tông giết chóc lung tung lao ra. Búa chùy to lớn bay lượn, gào thét xé gió, tu sĩ tại hiện trường không ai là đối thủ của họ, bị ba người giết phá vây sông ra ngoài. Thích khách không mù quáng đến mà có kế hoạch tỉ mỉ, chặt chẽ. Một khi nhắm vào hải vô cực thất bại thì sẽ xông tới chỗ Hoàng Thái Hậu, chuẩn bị kẹp thương ấu lan làm con tin. Nhưng khi ba người vừa mới xông vào cung Thái Hậu, trong chớp mắt, chuyện quái gì xuất hiện. Một trận cuồng phong bất ngờ nổi lên, thổi tắt toàn bộ đèn đuốc trong cung. Nơi này nhất thời trở nên tăm tối, nhưng có một chiếc đèn lồng cô Linh xuất hiện. Dưới mái hiên hành lang, tổng quản đại nội ra các chỉ nhấc một chiếc đèn lồng, lưng gù, chậm chạp đi tới. Sau lưng ông ta có hai người mù đi theo, là hai thái giám mù. Nhìn thấy có người, khí vân tông một thái thượng trưởng lão khí vân tông lập tức lắc mình lao tới, chuẩn bị bắt lấy hỏi. Vù, đèn lồng trên tay ra các chỉ đột nhiên tắt ngúm dưới mái hiên cũng chìm vào bóng tối. Vị thái thượng trưởng lão bắt người kia phát hiện mình vô hụt, thất bại, mà bản thân mình lại không cách nào nhúc nhích, dùng toàn bộ tu vi cũng không nhúc nhích được chút nào, lại phát hiện của mình bị cánh tay người khác chộp tới. Cảm giác sợ hãi không thể nào tưởng tượng được xoát một cái chạy dọc sống lưng, lan ra khắp cơ thể ông ta. Nơi này không phải nơi các ngươi nên đến, ra các chỉ chậm chạp nói, tay bóp một cái, tiện thể bẻ gãy cổ của đối phương. Tay vung về phía sau, vị thái thượng trưởng lão bị gãy cổ vẫn còn đang trợn mắt khó tin kia bị Gia cát chỉ ném đi. Một thái giám mù đằng sau cấp tốc nhận lấy thi thể rồi rời đi. Chỉ còn một thái giám mắt mù ở lại xô lưng Gia cát chỉ, chắp tay trong áo đứng. Gia cát chỉ vẫn dáng vẻ già nua, mắt phần đục, lưng gù đứng dưới mái hiên, lẳng lặng nhìn hai thái thượng trưởng lão của khí vân tông còn lại. Hai vị thái thượng trưởng lão kia giật này cả mình, chẳng lẽ đồng môn bất cẩn? Hai người tự nhiên không thể cứ thế từ bỏ. Một người xông tới, tuyệt đối không thể bất cần nữa. Cẩn thận, thái thượng trưởng lão còn lại đang theo dõi chợt hô to, đồng thời lộ vẻ kinh hãi. Đèn lồng lại tắt, người thường không thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra dưới mái hiên đang tối đen xì, nhưng đối với pháp nhãn của tu sĩ thì lại có thể nhìn rõ ràng tình hình vừa xong. Huống hồ, nơi đó không phải là bóng tối thuần túy, còn có ánh trăng sáng. Vị thái thượng trưởng lão vừa lao lên tấn công kia đột nhiên phát hiện lão thái giám trước mắt đã biến mất, nghe thấy tiếng nhắc nhở liền muốn né tránh nhưng có lòng mà vô lực, Ông ta cảm thấy lưng đau đớn, lồng ngực cũng tê dần, lạnh lẽo. Ông ta cúi đầu nhìn xuống, một cánh tay đẫm máu chui ra từ ngực ông ta, bàn tay đó còn đang nắm lấy một trái tim. Ông ta có thể nhìn thấy trái tim này còn đang đập bình bịch trong bàn tay kia, rồi cuối cùng bị năm ngón tay bóp lại, bụp một cái, máu thịt nổ tung tóe. Gia cát chỉ đã vòng ra sau lưng người này từ bao giờ, đâm xuyên một tay vào lưng từ phía sau, sau đó vung tay lên, ném người này về phía sau mình. Một thái giám mù khác lại chạy tới ôm lấy, cũng ngả về phía sau rời đi. Lại một thái thượng trưởng lão của khí vân tông ngã xuống, bị kéo đi, không biết bị mang đi nơi nào. Gia Cát chỉ quay đầu lại, đôi mắt già lão và vẩn đục dán lên mình thái thượng trưởng lão khí vân tông cuối cùng. Bị người soi mói nhìn, nội tâm khiếp sợ như trời đất bị đảo lột, phản ứng giật nảy lên như gặp phải quỷ, cảm giác rợn tóc gáy, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả người. Nếu nói đồng môn đầu tiên có thể là sơ suất mới thất bại, thì người đồng môn thứ hai đã đề phòng, không thể nói là do khinh đối thủ. Nếu còn không nghĩ ra là đã gặp phải cao thủ chân chính, vậy thì vị trưởng lão này sống cũng uổng phí bao nhiêu năm. Lão thái giám này rốt cuộc có tu vi gì? Y không còn dám nghĩ sâu hơn, bởi vì đã bị đối phương nhìn tròng chọc vào. Thực lực của đối phương hùng mạnh đến độ khủng bố, hai sư huynh đệ cùng đối đầu mà không có một chút lực chống đỡ. Còn muốn thừa cơ hội thủ vệ trong hoàng cung không có cao thủ để có thể tới tới lui lui tùy tiện đã là không thể, không còn dám ở lại. Người này lắc mình một cái bay lên trời. Tu sĩ hộ vệ khu đình viện này và các tu sĩ vừa gấp rút chạy tới cứu viện vừa nhìn thấy cảnh này đã kinh ngạc đến ngây ngần. Đèn lồng lạch cạch rơi xuống đất, ra cát chỉ di chuyển. Thân hình ông ta lóe lên biến mất, nhưng không phải là đuổi theo thích khách bỏ chạy kia, mà chạy đến cung thái hậu như bóng ma. Tiếng kêu sợ hãi, gào thét vang dội một vùng, không kẻ nào có thể chạy trốn. Phạm là tu sĩ có thể tận mắt nhìn thấy bóng dáng của gia cát chỉ đều không một ai may mắn thoát khỏi. khi kẻ cuối cùng bay lên rồi lại vỡ toang đầu rơi xuống, người đánh rơi những kẻ kia đã bắn về phía màn đêm đầy sao như tia khói xanh quỷ dị. gia cát chỉ không thấy đâu nữa. hiện trường thì có thêm thi thể mấy chục tu sĩ, còn có một số thị vệ và cung nữ, thái giám trong cung. bất kể là người mình hay không, Phạm là kẻ nhìn thấy ông ta ra tay đều bị giết hết, một người cũng không để lại toàn bộ sự phát quá trình kỳ thực rất nhanh từ hoàng thái hậu đến người hầu kẻ hạ đều sợ hãi giúp trong phòng không dám thở mạnh không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì tiếp sau đó một đội lính và tu sĩ chạy tới cũng không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy thi thể đầy đất cho rằng bị ba cao thủ kia giết chết đến khi xông vào trong phòng nhìn thấy hoàng thái hậu thương ấu lan và những người khác bình yên vô sự họ mới thở phào nhẹ nhõm trong bầu trời đêm thái thượng trưởng lão khí vân tông chạy trốn kia đã dùng toàn bộ pháp lực gấp gáp bay đi thậm chí không để ý đến các đệ tử khí vân tông đi cùng tới cùng xông vào hoàng cung nước triệu y thực sự không còn dám bận tâm vì trong cung có loại nhân vật khủng bố như thế bây giờ không trốn sợ là một lúc nữa không một ai trốn được phía sau vang lên động tính dị thường y quay đầu nhìn lại từ từ nhìn thấy một bóng người bay nhanh mà tới dưới ánh trăng tốc độ bay tới của đối phương khiến y thầm cảm thấy không ổn đợi đối phương đến gần mới thấy thấy rõ y càng sợ hãi đến dựng tóc gáy cảm giác của y không sai chính là lão thái giám kia chỉ so sánh một chút chỉ cần không phải kẻ ngốc bất kỳ ai cũng biết căn bản không thể nào tránh thoát sự truy sát của lão thái giám kia trên không trung thế này được y lập tức lao xuống mặt đất hy vọng nương nhờ địa hình cản trở để tìm cơ hội chạy trốn lão thái giám đuổi sát tới như sao băng lao xuống thấy tình huống đó mình chưa rơi xuống đất thì đối phương đã có thể bắt được mình giữa không trung vị thái thượng trưởng lão của khí vân tông kia cuốn mạnh tay áo cuốn quyết lao lên không chạy trốn lão thái giám trách hướng bắn về phía không trung như mũi tên xả kích về phía con chim đang bay trên trời vị thái thượng trưởng lão gần như đã tuyệt vọng bởi vì thấy rõ sự chênh lệch giữa đôi bên lớn bao nhiêu y đã thoát ly khỏi trạng thái bay nhảy của tu sĩ cấp thấp đã có thể ngự khí phi hành nhưng căn bản không cùng cấp bậc với khả năng ngự khí phi hành của người ta mặc dù lúc đối phương phi hành có thể phát sinh ảnh hưởng dị thường đó là động tĩnh xảy ra khi người ta tăng tốc độ phá không lao đi. Vào thời điểm hai người tiếp cận, một trên một dưới, vị thái thượng trưởng lão kia xoay tay ném ra một tấm thiên kiếm phủ Kiếm cương to lớn ẩm ẩm chém tới, đánh về phía lão thái giám. Trong phút chốc, trong mắt ra cát chỉ không còn chút vẩn đục và già nua nào, mà lấp lánh như sao trời, cái lưng còng lõm khọm của ông ta cũng không còn gù xuống, chợt thẳng lên thể hiện khí thế đấu thiên chiến địa, toàn thân dường như trẻ lại. Tay áo của ông ta căng phồng gió, từ bên trong rũ ra một chảo nghênh đón công kích. Chương 1312, ngươi là tu sĩ Nguyên Anh. Hai, ầm, giữa trời vang vọng, kiếm cương ầm ầm tan vỡ, bị ngũ chảo từ trong ống tay áo vung ra đánh tan tành. Thái thượng trưởng lão càng ngày càng tuyệt vọng, 12 đạo thiên kiếm cương ảnh lóng lánh liên tục bắn ra, toàn bộ bị thúc đẩy, tập trung vào một điểm là lão thái giám. Tan vỡ, tan vỡ, lại tan vỡ, 12 đạo thiên kiếm cương ảnh lục tục bị đập tan đối mặt với kiếm ảnh to lớn, ra cắt chỉ giống như cửu thiên cầm long khách, một đôi chảo thủ đánh rồng, phá tan từng con rồng to lớn, giống như gây ra từng trận sấm rền. Hào quang óng ánh dừng lại, trong khi tiếng nổ đi đùng còn vang vọng, vị thái thượng trưởng lão kia vừa chạy trốn vừa la lên. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ là vị trí tôn nào đó đích thân tới? Nếu thật sự là vị trí tôn nào, ta muốn biết rốt cuộc vi phạm điều nào của phiêu miễu các, rốt cuộc đã làm sai điều gì, vì sao truy sát không tha? Chí tôn, chưa từng gặp, cũng không muốn gặp. Đây chính là nguyên nhân mà ngươi nhất định phải chết. ra Cát chỉ phá tan tầng tầng kiếm ảnh, đã đuổi tới trước mặt người kia. Thái thượng trưởng lão kia đạp không khẽ chộp lấy hai cái búa to lớn, hai tay quay tròn búa đập về phía lão thái giám đang vào tới. Lão thái giám vung tay áo, biến nặng thành nhẹ, hai trưởng nâng đỡ cương ảnh của búa lớn đang mãnh liệt đập tới, giống như hai búa đó nhẹ nhàng như bông. Thái thượng trưởng lão lập tức không chống đỡ được, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, khiến hai tay đang vung búa của y bị văng sang hai bên. Hai cây búa cương ảnh chia ra hai bên, nhất thời ở giữa trống trải. Gia Cát chỉ đã đến trước mặt người này, hai bên căn bản không cùng đẳng cấp. Trên bầu trời, gió giật gào thét, hai cây búa đã mất đi pháp lực điều động, mất đi pháp lực ngưng tụ, dần tiêu tan, cho đến khi không còn hình bóng. Hai cánh tay mở ra, hai trưởng khẽ đặt lên sau lưng thái thượng trưởng lão. Âm một tiếng, máu thịt tuôn ra, một bàn tay co thành móng vuốt từ sau lưng người này đẩy tới chính xác bắt lấy trái tim trong ngực y rồi kéo ra bắt vào lòng bàn tay trái tim chảy máu rầm rề còn đang đập bình bịch nhìn gương mặt lão thái giám vô cảm đang đối mặt ngay gần mình lại từ từ cúi đầu nhìn ngực mình ngực đau đớn có máu chảy ra một chảo của lão thái giám rõ rõ ràng ràng đâm vào vị trí trái tim y méo mặt nhiều năm tu luyện liệt diếm kim thân quyết thân thể y có thể nói là đau thương bất nhập dù đứng giữa mưa tên của thiên quân vạn mã cũng không dám xông lên. Đây là một trong các nguyên nhân mà sức chiến đấu của nước tấn cường hãn như vậy, cũng là nguyên nhân mà mấy người bọn họ lại dám chạy tới hoàng cung nước triệu đánh cướp. Nhưng chính là thân thể đau thương bất nhập đó lại giống như giấy trong tay lão thái giám. Chỉ ít, dường như không có gì khác biệt so với cơ thể máu thịt của người khác, dễ dàng bị lão thái giám chọc thùng. Không chỉ mình y, cả hai vị sư huynh đệ mà y tận mắt nhìn thấy cũng rơi trong tay lão thái giám này ngẩng đầu nhìn đối phương, yết hầu lên xuống, tỏ vẻ khổ sở nói. Cảnh giới Nguyên Anh, ngươi là tu sĩ Nguyên Anh, buộc, móng vuốt sau lưng y bóp nát trái tim còn nóng hổi, đang đập của y, máu chảy ràn rụa trên không trung. Thế nhưng trái tim đã không còn liên quan gì đến y, có bóp nát cũng không khiến y cảm thấy gì, lời nói của y nhanh chóng yếu ớt. Cuối cùng ngươi là người phương nào? Không có tiếng trả lời, cánh tay đâm vào ngực y dần rút ra. Hai lợi chảo vung vẩy như bóng ma, xé nát cơ thể y thành vụn. Máu thịt bay tán loạn, hai tay ra cắt chỉ rung lên, máu dính trên tay hóa thành xương đỏ, biến mất sạch sẽ. Không ở lại thêm, thân thể ông ta hơi nghiêng về sau. Mặt hướng trời sao, người lật nghiêng một cái, bay về hướng kinh thành dưới mặt đất bao la. Bên này kết thúc rất mau chóng, nhưng cảnh hỗn loạn trong cung vẫn chưa kết thúc. Không thể không thừa nhận, sức chiến đấu của đệ tử khí vân tông quả thực cường hãn, mà quả thực trong hoàng cung nước triệu lúc này không còn cao thủ chân chính bảo vệ. Đối với ba đại phái nước triệu, thế cuộc đã đến mức độ này, hoàng quyền là cái dám gì, sự sống chết của người trong hoàng cung đã không phải ưu tiên số một. Bọn họ muốn tập trung lực lượng mạnh nhất đánh thắng trận chiến kia. Người trong hoàng cung không còn, còn có đổi người khác vào ở. Nếu gốc rễ đã không còn, tất cả đều sẽ mất. Bảo vệ người trong cung chẳng còn bất kỳ ý nghĩa nào đối với ba đại phái nước triệu. Môn phái đến cấp độ như ba đại phái, chủ thứ luôn luôn được phân biệt rất rõ ràng. Điều này có vẻ tàn khốc, nhưng chính là hiện thực nhất định phải đối mặt về tình cảm cá nhân có thể tiếp nhận hay không đối với đám người coi lợi ích là số một thì quả thực không quan trọng gì có điều đây chỉ là một lần tập kích của khí vân tông người đến không nhiều cũng không cách nào điều quá nhiều người từ nước tấn tới đây trong thời gian ngắn ba cao thủ hàng đầu tới đây không hiểu ra sao đã biến mất hộ vệ trong cung lại không phải vật trang trí cuối cùng thích khách vẫn không thể địch chúng mà bị tiêu diệt quân lính trong cung được tăng cường đề cao cảnh giác ra các chỉ sách đèn lồng, thân thể lõm khỏng, chậm chạp lê bước trong đường hẹp giữa các bức tường trong cung. Đằng sau ông ta có bốn thái giám trẻ đi theo, lướt qua một đội tướng sĩ chạy ngược chiều, tất cả dường như không có liên quan gì đến ông ta. Nước giác hồ chỉ chút xuống một ngày rồi dừng, mực nước không hạ thấp xuống nữa. Dòng nước bốn phía hội tụ đến cân bằng với dòng nước chảy ra từ chỗ hở. Ba ngày, chỉ nhịn được ba ngày, quân đội bị vây trong giác hồ đã không còn chịu nổi. Một triệu quân lính nước uống không thiếu nhưng lương thực không đủ ăn, lại không tiện đun chín thức ăn. Nhai gạo sống, uống nước hồ, không có không gian hoạt động, người người chen trúc trên bè gỗ phơi nắng phơi gió không được nghỉ ngơi, nhiều người ăn uống ngủ nghỉ như vậy thực sự khó coi, rất nhiều quân sĩ xuất hiện vấn đề thân thể. Quân đội nước triệu ở trên bờ hoặc là bị trọng binh vây nhốt mà đầu hàng, hoặc là bị tiêu diệt. Toàn diện giác hồ bị liên quân khống chế, trên bè gỗ, nhìn người trên người, binh lính ngả đông ngã tây dựa vào nhau, ba đại phái nước triệu biết đã xong. Sĩ khí mất sạch, cho dù có đưa được người lên bờ cũng không đánh nổi nữa. Quân địch hù dọa một vòng có lẽ sẽ đầu hàng sạch. Nhìn lại vật cưỡi phi hành điều tra không gián đoạn trên không trung của quân Yến, quân địch căn bản sẽ không cho bên này cơ hội phá vòng vây. Các môn phái tu hành lớn lớn bé bé của nước triệu vốn nghe lệnh của ba đại phái đã bỏ chạy, hầu như chạy gần hết. Không thể cứu vãn, các đại môn phái biết còn đi theo họ sẽ không còn đường ra, không thể tiếp tục đi theo họ rồi chịu chết, nên hoặc chạy hoặc đầu hàng bây giờ cơ bản chỉ còn dư lại ba đại phái không chịu từ bỏ nhiều năm tâm huyết vẫn còn khổ sở chống cự toàn bộ cục diện sau khi tin tức hoàng cung tại kinh thành bị tập kích trưởng môn ba đại phái hơi giật mình đưa ra quyết định gian nan cuối cùng họ cũng đành từ bỏ mà quả thực không nhìn thấy hy vọng đại đô đốc theo chúng ta cùng về kinh thành đi sau khi thương nghị ba vị trưởng môn tìm tới bàng đằng môi bàng đằng nứt nẻ cho dù hồ nước đủ nước uống nhưng miệng ông ta vẫn rách kín môi, hai mắt phản vện tia máu, khi nhìn về phía đại quân đã tan dã sĩ khí thì sẽ toát ra vẻ tuyệt vọng. Tưởng tượng đến cảnh đại quân lúc tập kết xuất phát, khí thế mênh mông, hùng hồn và uy vũ cỡ nào, bây giờ lại thành thế này. Mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi, toàn thân ông ta tiêu điều hẳn, tiêu tụy đến khó nói ra lời. Nghe nói như thế, bàng đằng biết ý ba đại phái, lo lắng nói. Ta đi rồi, các tướng sĩ ở đây làm sao bây giờ? Vừa nghe lời này, Tương Vạn Lâu liền nổi nóng, cả giận nói. Ngươi là đại đô đốc thống lĩnh quân đội, bây giờ ngươi hỏi chúng ta phải làm sao? Kết quả này do ai tạo thành? Vì mở ra chỗ chống đổ bộ, ba đại phái chúng ta chết bao nhiêu người? Tổn thất nặng nề, chương 1313, thị phi đúng sai mặc cho người ta nói. Bàng đăng bóp ngực, bị ai lắc đầu nói. Bàng đăng tội đáng muôn chết, tả thừa phong, đại đô đốc, chúng ta có thể mang ngươi ra ngoài là tốt lắm rồi, không cách nào dẫn hết những người này ra ngoài, có phải tội đáng muôn chết hay không, chờ ngươi về kinh gặp hoàng đế rồi hãy nói đi. Bàng đăng nện thình thịch lên ngực mình, đau đớn nói. Bàng mỗ chính là thống soái quân đội, há có thể bỏ lại trăm vạn tướng sĩ, một mình bỏ trốn. Tương vạn lâu trầm giọng nói, đó là tự ngươi không muốn đi, không phải chúng ta không muốn dẫn ngươi đi. Tự ngươi phải nghĩ cho kỹ, bàng đăng không lời nào để nói, lắc đầu, biểu thị mình không đi, cùng sống chết với quân đội. Ngô quốc ngu xuẩn, hạng người vô năng, mệt chết ba quân chúng ta đã xem như hết lòng giúp đỡ muốn chết hay muốn hàng gì thì mặc y đi thôi tương vạn lâu xem thường phất tay áo cuối cùng cao tầng ba đại phái lần lượt ngồi lên phi cầm cỡ lớn rời khỏi chiến trường tránh bị liên quân chặn giết bên quân yến thì không quan tâm ba đại phái nước triệu có thể từ bỏ có thể tránh cho chiến sự kéo dài là một chuyện tốt nhưng hiểu nguyệt các có tính toán khác không hy vọng sau này đặt chân ở nước triệu còn để lại nhiều hậu hoạn không thừa lúc này đối phương tập trung mà ra tay chẳng lẽ còn phải chờ phe địch phân tứ tán ẩn núp khắp nơi lúc đó mới xuống tay hiểu nguyệt các từ lâu đã triệu tập lực lượng tương đối mạnh để chuẩn bị muốn tận lực tiêu diệt lực lượng của ba đại phái nước triệu vì thế không tiếc vận dụng thiên cơ phá cương tiễn đắt giá toàn lực chặn giết cao tầng ba đại phái trên không may mà trưởng lão ba phái liều mạng sung phong mới giúp trưởng môn ba đại phái giết ra một con đường sống còn về phi cầm vật cưới của ba đại phái thì không còn nào sống nổi bị thiên cơ phá cương tiễn giết sạch tu sĩ ba đại phái phải phá vây dưới mặt đất, hiểu nguyệt các cũng hợp lực với quân đội toàn lực cắn chặt, lại dùng cách lấy đầu báo công, ép những môn phái trước kiên nương nhờ nước triệu kia phải biểu thị lòng chung vào lúc này, chứng minh là họ thật sự cắt đứt quan hệ với ba đại phái nước triệu. Lúc trước vì tranh thủ cơ hội phá vây cho quân đội, ba đại phái đã tử thương không hề ít. Lúc này quân nhân triệu trên bờ không còn, không còn đại quân phối hợp, cũng không còn rất nhiều tu sĩ môn phái khác giúp đỡ, chỉ còn lại tu sĩ bản phái còn đang phá vây trong đại quân, lại còn phải đối mặt với các tu sĩ nước triệu khác đang toàn lực ngăn chặn một chuyến phá vòng vây tuy thành công nhưng tổn thất nặng nề sau khi đại thế nghịch chuyển hiện thực rất tàn khốc trước đây ở nước triệu người người sợ hãi ba đại phái bây giờ ba đại phái thành chó nhà có tang thành chó rơi xuống nước bị người người ra sức đánh sau khi phá vòng vây thành công hiểu nguyệt các vẫn không định buông tha cho họ phát huy sở trường của tổ chức sát thủ hiểu nguyệt các phái chuyên gia vẫn đổi sát không buông không còn phi cầm loại lớn để cưỡi, ngựa ở dịch trạm bất kể có thể dùng hay không cũng không ai dám dùng. Ba đại phái chỉ dựa vào hai chân chạy trốn bôn ba. Trong lúc nghỉ ngơi trong núi rừng, nhìn các đệ tử còn tụ tập bên cạnh đang cúi đầu ủ rũ, đường đường ba đại phái nước triệu mà rơi vào cảnh thê thảm nhường này, cao tầng ba đại phái cũng vô cùng thê lương. Biết phần sáng huy hoàng của ba đại phái nước triệu đã kết thúc, không biết sau này có cơ hội vùng lên hay không. Sau khi ba đại phái rời đi, các tướng sĩ bị vây trên giác hồ phát hiện bên cạnh mình hầu như không còn tu sĩ cuộc chiến này còn đánh như thế nào sĩ khí lòng quân triệt để tan vỡ bắt đầu có tướng sĩ thử khuyên bàng đằng đầu hàng bàng đằng dưới cơn nóng giận giết một tướng tạm thời đè xuống hỗn loạn nhưng không thể cứu vãn chính là không thể cứu vãn ngay tiếp theo một nhóm tướng sĩ cùng tới ép cung cầu bàng đằng cho bọn họ một con đường sống nếu không cho bọn họ đường sống bọn họ sẽ trói bàng đằng đi hàng một triệu quân lính đảo mắt đã mất khống chế lòng người triệt để mất đi chỉ dựa vào chút ít thân tín bên cạnh căn bản không có bất kỳ tác dụng nào mắt thấy các tướng sĩ nước triệu nhìn chòng chọc vào cái người được coi là thống soái này như kẻ thù vây chặt mình lại đến không lọt một giọt nước bàng đằng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to cười cực kỳ buồn thảm cười đến độ mọi người nhìn nhau khó hiểu xin mời đại đô đốc mau quyết đoán một tướng lĩnh đột nhiên gầm lên ngắt tiếng cười của bàng đằng người này lúc trước tác chiến bất lợi bị bàng đằng dùng quân pháp xử phạt, bây giờ quay lại trở thành người đầu tiên phản đối bàng đằng, trái lại còn được không ít tướng sĩ khác ủng hộ, thành đầu lĩnh của phái đầu hàng. Cạch, bàng đằng đột nhiên rút bội kiếm bên hông, dọa cho tên tướng lĩnh kia giật mình lui về sau một bước. Ai ngờ bàng đằng đột nhiên vung kiếm vạch một cái lên cổ mình, máu tươi phun ra. Thị phi đúng sai mặc cho người ta nói, đã không còn bất kỳ ham muốn sống nào nữa, chẳng cần người khác đồng tình hay thương hại. Không cần nói nhiều một câu, ông ta tự sát trước mặt mọi người như vậy đến bước này ông ta đã không cản được cũng sẽ không cản người dưới đầu hàng nhưng ông ta chết cũng không hàng trận mắt ngã xuống phía sau bên tai còn nghe thấy thấy thân tình bên cạnh mình la lên một tiếng đại đô đốc sau đó không còn nghe thấy gì nữa sau một trận hỗn loạn tương bừng thân tín của bàng đằng bảo vệ thi thể của bàng đằng những người khác lại muốn cướp lấy đầu bàng đằng đi nhận công đầu hàng người tới tuyệt cảnh còn có thể liều mạng vì bàng đằng chỉ là số ít phần số ít này bị loạn quân cùng lên loạn đao loạn thương chém nát bét sau đó đầu bàng đằng bị cắt đi được người nâng trong tay lên thật cao các tướng sĩ trong cơn tuyệt vọng dường như nhìn thấy hy vọng sống tiếp liên tục có tiếng hoan hô vang rền nơi này xảy ra biến khiến người ta không rõ là những người này là tướng sĩ nước triệu hai tướng sĩ địch quốc đại thế vừa mất lòng người tựa như nước chảy đi sau khi đầu của chủ soái quân triệu bị lấy xuống lá cờ chữ bảng bị chém ngã cuộc chiến yến triệu chính thức kết thúc Quân Triệu đầu hàng, theo như ước định giữa Ngưu Hiếu Đạo và Hiểu Nguyệt Các, 33 châu lãnh thổ của nước Triệu phân chia, trong đó 11 châu liền với nước Yến sẽ thuộc về nước Yến. Nước Yến không có lòng tái chiến, thương Chiêu Tông và Mông Sơn Minh cấp tốc xuất binh quét sạch địa bàn 11 châu này, nhanh chóng khống chế, nhanh chóng chiếm lĩnh. Địa bàn còn lại đều thuộc về Hiểu Nguyệt Các, Hiểu Nguyệt Các lập tức xuất binh về phía kinh thành nước Triệu, chuẩn bị đánh hạ kinh đô nước Triệu. Nước Yến không hứng thú tham dự trận cuối này. Đối với quốc lực nước Yến hiện giờ, có thể nuốt được 11 châu đã là cực hạt, phải tranh thủ củng cố, kinh doanh để biến thành địa bàn của mình mới là đạo lý. Hiểu Nguyệt Các cũng không muốn nước Yến rỗi móng vuốt quá dài. Chuyện còn lại, đại thế đã ở bên mình, hạ kinh đô nước triệu đã không thành vấn đề. Tại cánh cửa đi tới cung điện ngầm dưới lòng đất hoàng cung nước triệu, triệu hoàng hải vô cực bị đẩy ngã lảo đảo, suýt nữa đụng chúng cơ quan trên cửa. Bệ hạ, mở ra đi. Tương vạn lâu dục, nơi được đúc bằng sắt thép này chính là vị trí gửi thần khí trấn quốc của nước triệu, ít có khả năng dùng sức phá vỡ. Bí pháp mở cơ quan trong này luôn nằm trong tay các đời hoàng đế nước triệu. Hoàng Thái hậu thương ấu lan cũng bị tương vạn lâu bóp cổ. Tả thừa phong, mễ mãn và các cao tầng ba đại phái đều có mặt, đứng chờ bảo khố nước triệu mở cửa. Sau khi bọn họ phong trần mệt mỏi chạy về kinh, trước tiên đã lao ngay tới hoàng cung, chính là muốn lấy đồ vật bên trong, muốn kiếm đủ tiền tài, mưu đồ Đông Sơn tái khởi cho ba đại phái. Hải vô cực lẹn lùng nói, chấm nói rồi, một mình chấm không mở được bảo khố này. Thương ấu lan lập tức bị bóp đỏ bừng cả mặt, gần như tắc thở. chương 1314, Tiên Hoàng Anh Minh 1. Tương vạn lâu bóp cổ bà ta cảnh cáo hải vô cực. Bệ hạ, ta nói rồi, chúng ta chỉ cần thứ trong bảo khố, sẽ không đối xử với bệ hạ giống như ba đại phái nước triệu đối với mục trách. Chúng ta lấy đồ xong sẽ rời đi, không làm khó các người nữa. Hải vô cực lập tức chỉ vào mặt tương vạn lâu, ngươi thả mẫu hậu ra, chấm nói bí pháp mở cho ngươi. Dễ bàn, tương vạn lâu lập tức buông thương ấu lan ra. Thái hậu ho khan liên tục, há mồm thở dốc, chúng ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi, nói đi. Mễ mãn thúc giục, hải vô cực, chấm chỉ biết cầm một nửa chìa khóa mở cơ quan này, một nửa còn lại nằm trong tay người khác. Nhất định phải hợp nhất hai nửa chìa khóa trong tay hai chúng ta mới có thể mở cơ quan này tả thừa phong ngươi đang nói đùa sao cơ quan này chỉ có các đời hoàng đến nước triệu biết hải vô cực ta không đùa trước khi tiên hoàng lâm trung chỉ đưa một nửa chìa khóa cơ quan mật cho ta mễ mãn nửa chìa khóa kia ở đâu ngươi không định nói là tiên hoàng mang vào trong đất rồi chứ hải vô cực lắc đầu nói mễ trưởng môn nói đùa nửa chìa khóa kia nằm trong cung tiên hoàng giao nửa chìa khóa cho tổng quản đại nội gia cát trì mấy người ở đây nghe nói vậy đều không tin Đừng nói người ngoài, ngay cả Thái hậu Thương ấu Lan cũng bán tín bán nghi. Quyền lực mà ngay cả bà ta cũng không được hưởng, tiên hoàng có thể trao cho lão gia cát. Mễ Mãn Hoài nghi nói, điều cơ mật như vậy, tiên hoàng có thể để cho một lão thái giám cùng hưởng một nửa với các đời hoàng đế. Hải Vô Cực, việc này cũng làm chấm cảm thấy lạ thường, chấm cũng muốn biết nguyên nhân, nhưng tiên hoàng không hề ghi chép gì, chỉ sắp xếp như thế. Là thật hay là giả, tìm người tới là biết, chấm ở đây rơi vào tay các người cũng không chạy đi đâu được. Cũng đúng, thử xem cũng không sao, tương vạn lâu quay đầu lại, đang muốn dặn dò đệ tử gọi lão già ra cát tới. Ai ngờ có một đệ tử Lạc Hà Sơn Trang chạy tới báo cho tả thừa phong. Trưởng môn, tổng quản đại nội gia cát chỉ ở lối vào mật đạo cầu được gặp. Ông ta nói là mình có nửa chiếc chìa khóa mở ra bảo khố, nói là không có ông ta thì sẽ không mở được bảo khố này. Lời này khớp với những gì Hải Vô Cực đã nói, mọi người chợt đánh mắt nhìn nhau. Dẫn vào, tả thừa phong nghiêng đầu ra hiệu. Vâng, đệ tử kia lập tức nhận lệnh rời đi. Không bao lâu sau, gia cát chỉ được đưa tới, còn có hai thái giám ngủ đi cùng. Trong đường ngầm đi thông tới cung điện dưới lòng đất, gia cát chỉ trên sách theo đèn lồng. Có thể là vì đệ tử dẫn đường phía trước thả ra nguyệt điệp chiếu sáng, đèn lồng không được thắp sáng. Một lão thái giám giả đến sắp xuống mồ còn sách theo một cái đèn lồng, dẫn theo hai thái giám mù, tình hình này quả thực có chút quỷ dị. Người ngoài không biết hai thái giám mù này là ai, thường ấu lan và hải vô cực lại từng gặp, biết hai thái giám mù này là người chuyên môn hầu hạ gia cát trì, bình thường rất ít lộ diện. Mẹ con hai người không biết gia cát trì dẫn theo hai người này để làm gì. Lưng còng lõm khỏng, đi lại tập tính, gia cát trì đi từng bước từng bước xuống bậc thang trong cung điện ngầm, trước ánh mắt theo dõi của mọi người. Đôi mắt ông ta vẫn đục, nhìn bên này, nhìn bên kia, cuối cùng đi tới trước mặt hai mẹ con hoàng đế bái chào. Thái hậu, bệ hạ, hai ngươi không sao chứ thương ấu lan lắc lắc đầu hải vô cực nhìn ông ta tiên hoàng lâm trung nói gì chấm vẫn nhớ chấm không hiểu tiên hoàng tại sao lại sắp xếp như vậy chấm cũng từng hỏi ngươi nhưng ngươi không nói chuyện đến nước này có phải nên nói chân tướng cho chấm gia cát trì tiên hoàng có ý chỉ ốn lấy thần khí chân quốc lão nô nhất định phải ở đây hải vô cực tại sao gia cát trì không hề trả lời mà là quay đầu nhìn về phía hai thái giám mù đứng ở lối vào cung điện dưới đất nói a à đại a à nhị đóng cửa lại hai thái giám mù không nói gì chỉ nhận lệnh mỗi người đứng sang hai bên đưa tay mò lấy cánh cửa bằng đồng nặng nề của cung điện đẩy cửa gây ra những tiếng vang nặng nề tả thừa phong có phần cảnh giác nói vì sao phải đóng cửa gia cát chỉ chậm chạp nghiêng đầu nhìn tả thừa phong muốn mở bảo khố trước tiên phải đóng cửa lớn của cung điện ngầm nếu không thì không thể mở thấy ông ta nói như vậy người của ba đại phái không nói thêm gì với thực lực của họ cũng không cần sợ mấy người này dở trò gian gì ôm cánh cửa của cung điện ngầm đóng kín lại gia cát trì lại nói a đại a nhị lại đây giúp đỡ hai thái giám mù đóng cửa cung điện ngầm xong nghe vậy liền bước xuống bậc thang người của ba phái theo dõi nhận thấy hai thái giám này có vẻ không tầm thường rõ ràng họ mù mắt nhưng bước xuống thang không loạn một bước nào dường như có thể nhìn thấy hai người đi tới bên cạnh gia cát trì gia cát trì lại nói bảo vệ tốt thái hậu và bệ hạ hai người lập tức song song cất bước đứng ở bên cạnh thương ấu lan và hải vô cực động thái này khiến hai mẹ con này có phần khó hiểu bảo vệ lời nói này có điều không ổn tương vạn lâu trầm giọng nói lão già bảo ngươi mở bảo khố ngươi lằng nhằng gì vậy gia cát trì chậm chạp xoay người đối mặt với họ than thở đã không còn cứu vãn được thì sớm tìm kiếm đường ra làm sao phải khổ cực chạy vào cung làm khó chúng ta những thứ kia đã không còn thuộc về các ngươi, vì sao còn phải tham lam như vậy? Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, không sợ gặp tai bay vạ gió sao? Tương vạn lâu, lão già, ta bảo lão mở bảo khố, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giao ra đồ vật, chúng ta bảo đảm tha các ngươi sống. Gia Cát Trì chậm rãi nói, ta nói rồi, không cứu vãn được nữa, các ngươi nói bảo đảm liệu có tác dụng không? Phản quân đã sắp giết tới kinh thành, nếu đưa đồ vật cho các ngươi, sau đó phản quân yêu cầu chúng ta không nộp ra được phản quân có để cho chúng ta con đường sống không tương vạn lâu phản quân sẽ làm gì không phải là việc mà chúng ta phải bận tâm ta nói lại lần nữa lập tức mở bảo khố bằng không tính mạng của các ngươi không thể chờ được đến lúc phản quân tới rồi mới quyết định đâu hải vô cực sự kiên trì của ta có hạn hải vô cực bệnh gò má nói ra cát trì mở ra cho bọn họ ra cát trì lắc đầu tiên hoàng có lệnh ý chỉ của tiên hoàng ở trước ý chỉ của bệ hạ ở sau lão nô cần phải tuân theo ý chỉ của tiên hoàng trước ngươi hải vô cực nổi giận lão già lão quả thực rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt xem ra không cho ngươi nếm khổ ngươi lại không biết sợ tương vạn lâu cười lạnh thân thể lắc một cái tay chộp tới vai ra cắt trì muốn phát lực bóp nát xương vai thương ấu lan nghiêng đầu sang một bên không đành lòng nhìn tiếp phục một tiếng mãi không nghe thấy tiếng động khác bà ta từ từ quay đầu lại xem vừa thấy tình hình lập tức trợn mắt đôi mắt sáng có vẻ khó mà tin được chỉ thấy cánh tay tương vạn lâu đặt trên vai da cát chỉ co giật mà một cánh tay da cát chỉ đặt trên ngực tương vạn lâu nói chính xác ra thì đâm thủng ngực tương vạn lâu cánh tay đẫm máu xuyên ra sau lưng tương vạn lâu năm ngón tay cong thành chảo bóp lấy trái tim còn đang đập hải vô cực trợn mắt miệng há ra tình cảnh xảy ra cực nhanh nhanh đến mức ông ta hầu như không thấy rõ cảnh gì mấy người tả thừa phong còn đang nghĩ là mình nhìn lầm trợn mắt mà nhìn, lại thấy ra các chỉ bóp một cái, trái tim vỡ tung tóe máu me. Tương vạn lâu chừng mắt nhìn chầm chầm vào ra các chỉ già nua, tỏ rõ sự khiếp sợ khó tin, cổ họng ùm ụp. Xòa, cánh tay rút ra khỏi ngực, hai chân tương vạn lâu mềm nhún, co quắp ngã trên mặt đất. Trưởng môn, đệ tử quy nguyên tông kinh ngạc thốt lên, lão già, mế mãn và tả thừa phong vừa giận vừa sợ, vội vã ra tay. Gia Cát chỉ cong ngón tay búng giọt máu, mấy con nguyệt điệp trong cung điện dưới lòng đất đột đột bị bắn rơi xuống đất. Chương 1315, Tiên Hoàng Anh Minh 2. Nguyệt điệp rơi xuống đất, ánh sáng trên cánh bướm chưa biến mất ngay, mà chậm rãi tắt dần. Trong chớp mắt, chỉ dựa vào một chút ánh sáng nguyệt điệp le lói còn tàn dư, hai mẹ con Thương Ấu Lan và Hải Vô Cực nhìn thấy ra cát chỉ như bóng ma dao động, nhanh đến mức chỉ thấy cái bóng liên tục lấp lóe. Chớp mắt khi bóng mở hiện hình, đùng, hai mẹ con họ tận mắt thấy bóng ra cát chỉ lơ lửng giữa trời, một tay cầm đèn lồng, một tay bóp nát đầu tả thừa phong. Bóng người quỷ dị đến mức đệ tử ba đại phái không có ai phản ứng kịp, dồn dập ngã xuống đất. Sự khiếp sợ trong lòng hai mẹ con họ thực sự khó có thể hình dung, tận mắt nhìn cũng không thể tin được. Cái bóng lấp lóe như ma mị kia là cái lão già ra cát mà bước đi cũng không ổn đó sao? Thấy tả thừa phong bị một chiêu mất mạng, mễ mãn giật mình rũ ra một tấm thiên kiếm phù, rồi lại thấy ra cát chỉ xuất hiện trước mặt mễ mãn. Cảnh tượng cuối cùng trong ánh sáng tàn của Nguyệt Điệp, gia cát chỉ nắm lấy cổ tay mễ mãn, rắc một cái bẻ gấy. Sau đó phát sinh chuyện gì, hai mẹ con hoàng đế không thấy gì nữa. trong cung điện dưới đất nhanh chóng trở nên yên tĩnh, có mùi máu tanh bồng bềnh. sau đó giọng nói của gia cát chỉ lại vang lên: a đại, mở một nửa cánh cửa, xin mời thái thượng trưởng lão của ba đại phái đi vào, nói là mấy vị trưởng môn cho mời. sau đó tiếng động khi nửa bên cửa đồng nặng nề được đẩy ra truyền tới, có người vèo một tiếng lao ra ngoài. không bao lâu sau một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài cung điện ngầm theo bậc thang đi tới. Thái giám mồ từ bên ngoài quay lại vụt một cái trở về cạnh thương ấu lan, dường như hoàn cảnh tối tăm không thể nhìn thấy gì này không có bất kỳ trở ngại nào đối với người đó. Mùi máu tanh, tại cửa vào cung điện ngầm có người nghi ngờ lên tiếng, tiếp theo đó nguyệt điệp tỏa sáng, một con nguyệt điệp bay vào. Rất nhanh, sáu thái thượng trưởng lão của ba đại phái nhanh chóng phi vào, nhìn thấy tình cảnh thi thể phơi đầy đất, ngay cả trưởng môn ba đại phái cũng chết trong vũng máu. Chuyện gì xảy ra? một thái thượng trưởng lão trầm giọng gầm lên, thương ấu lan và hải vô cực nhìn chằm chằm ra cát trì như thấy quỷ sống. Vừa rồi có kẻ tập kích, trên tay nhấc đèn lồng màu trắng, ra cát trì chậm chạp đáp. Cây đèn trên tay đột nhiên không gió tự bay, rồi một cơn gió mạnh bao phủ tới, cánh cửa đồng của cung điện ngầm dầm một cái tự đóng lại. Trong khi sáu thái thượng trưởng lão bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, tiếng độc đột liên tiếp vang lên. Ba con nguyệt điệp bỗng dưng nổ tung, như bị thứ vô hình nào đó xé nát cung điện ngầm chớp mắt một cái lại chìm vào trong tăm tối. Tiếp theo đó, hàng loạt tiếng động binh binh bang bang vang lên, không ngừng có vật thể rơi xuống đất. Gió mạnh phân tán quanh cung điện ngầm, hai mẹ con hoàng đế cảm giác được thái giám mù bên cạnh thi pháp bảo vệ bọn họ. Đến khi gió giật bình lặng, ánh sáng phụt một cái sáng lên. Đèn lồng trong tay Gia Cát Trì đột nhiên sáng lên, chiếu lên gương mặt già nua của Gia Cát Trì, cả bàn tay nhỏ máu tí tách vô cùng đáng sợ của ông ta. Máu tươi đang từ từ chảy giọt trên cánh tay đó, rồi hóa thành xương đỏ bốc hơi khỏi tay ra cắt trì từng luồng xương đỏ rực phiêu hốt dưới ánh đèn khiến tình cảnh càng thêm quỷ dị lại nhìn trên đất mấy vị thái thượng trưởng lão ba đại phái vừa đi vào không một ai thoát chết tất cả ngã vào trong vũng máu không phải đầu vỡ toác thì cổ bị người ta xé toạc hoặc là vị trí trái tim ở ngực có một lỗ máu có người còn đang co giật mới chỉ sáu tên bên ngoài còn có mấy tên nữa lúc quay về nếu có gặp thì thái hậu và bệ hạ cứ nói là người đã chiếm được đồ vật và đi trước Lão nô dương đèn, đưa Thái Hậu và bệ hạ trở về trước. Lão nô sẽ cẩn thận xử lý những người còn lại. Gia Cát chỉ nhắc nhở, sau đó sách đèn lồng đi trước dẫn đường. Thái Hậu, bệ hạ cẩn thận, trên đất rất trơn, không nên dẫm màu máu, tránh để người ta nhìn thấy sẽ hoài nghi. Mẹ con Hoàng đế còn đang sợ hãi, mãi vẫn chưa cất bước được. Gia Cát chỉ cầm đèn lồng xoay lại, nhìn về phía hai mẹ con, già nua thở dài nói. Thái Hậu, bệ hạ, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi thôi thường ấu lan nuốt một ngụm nước bọt lão gia cát những người kia là do lão giết bà ta đã biết mà vẫn không nhịn được hỏi vì thật khó tin nổi gia cát trì lão nô không muốn giết người bọn họ không nên tới đây lão nô thực sự bị bất đắc dĩ hải vô cực trước khi tiên hoàng lâm trung có nói cho chấm bảo chấm phải đối xử tử tế với ngươi nói là ngươi có thể bảo vệ chấm cũng giao một nửa chìa khóa bảo khố cho ngươi ngươi có thể bảo vệ ta lúc trước chấm không hiểu sau đó chấm hỏi ngươi người cũng không chịu nói. Hiện giờ, dường như chấm hiểu rõ rồi, ra các chỉ dường như rất bất đắc dĩ. Tiên Hoàng Anh Minh biết có ba đại phái chấn thủ, người ngoài không có khả năng dễ dàng xông vào nơi này. Nếu có người có ý động vào thần khí chấn quốc, gần như chắc chắn là do bản thân ba đại phái. Bởi vậy, Tiên Hoàng giao một nửa chìa khóa cho Lão Nô, bất kể là ai muốn mở bảo khố, tất nhiên đều phải động tới Lão Nô. Tiên Hoàng bảo Lão Nô bảo vệ bệ hạ, mẹ con Hoàng đế đang suy nghĩ, Gia Cát chỉ bổ sung thêm một câu. Tiên Hoàng bảo lão nô cầm một nửa chìa khóa bảo khố cũng là vì không muốn ba đại phái dễ dàng thay đổi triều đại. Chỉ là, Tiên Hoàng cũng không ngờ tới thế cuộc sẽ chuyển mình đến mức này. Tuy ba đại phái không gây ra sự thay đổi triều đại, nhưng bản thân nước triệu khinh suốt gây chiến đã tự đưa mình lên con đường vong quốc. Lão nô bảo vệ được bảo khố, nhưng không bảo vệ được cả nước triệu to lớn. Nếu lúc trước ông ta nói lời như vậy, tất nhiên hải vô cực sẽ bị kích thích, thích rõ ràng là đang chỉ trích y không nên gây chiến bừa bãi. Nhưng lúc này, đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Gia Cát Trì, thực lực của người ta ngay trước mắt, hải vô cực cũng khó hỏi tội. Trước mắt, y chỉ muốn hỏi rõ một số chuyện, như là thi thể đầy đất kia đều các cao thủ của ba đại phái. Ngay cả thái thượng trưởng lão của ba đại phái cũng mất mạng trong tay vị đại tổng quản này chỉ trong khoảnh khắc, có thể tưởng tượng thực lực của vị tổng quản đại nội này đến mức nào. Hải vô cực đặt câu hỏi, Hoàng Tăng Tổ đã căn dặn Hoàng Gia Gia, Hoàng gia gia lại căn dặn phụ hoàng, sau đó phụ hoàng lại căn dặn chấm, luôn nói là phải đối xử tử tế với ngươi. Bây giờ xem ra, hoàng tăng tổ, hoàng gia gia và phụ hoàng đều biết bản lĩnh ẩn giấu không hiện của ngươi, chỉ có chấm không biết. Không biết ngươi định giấu chấm hay là cảm thấy chấm không bằng tổ tông, không xứng biết. Giọng nói già nua của gia cát trì vang lên, "Bệ hạ, tình cảnh đã như vậy rồi, tính toán chuyện này còn có ý nghĩa không? Rời khỏi đây trước đi." Tâm tình hải vô cử có phần kích động. Đương nhiên có ý nghĩa, nếu sớm biết người có bản lĩnh như vậy, tức là có biện pháp giải vây cho quân đội nước Triệu ta, nước Triệu ta làm sao rơi vào tình cảnh này. Gia Cát Trì lắc đầu, Bệ hạ cả nghĩ quá rồi, mặc kệ lão nô có thể giải vây cho đại quân hay không, lão nô cũng không thể ra tay. Bằng không, không chỉ lão nô không sống nổi, mà còn liên lụy đến bệ hạ. Bây giờ bệ hạ và thái hậu có lẽ còn có đường sống, một khi để người ngoài biết về lão nô, không chỉ nước Triệu sẽ tan thành khói bụi, mà bệ hạ và thái hậu cũng sẽ bị đưa lên đường chết. Phiêu miếu cắt sẽ không bỏ qua cho chúng ta, thiên hạ sẽ chẳng còn nơi cho chúng ta đặt chân. Chuyện này, lúc trước tiên hoàng đời trước nữa cũng không dám tiết lộ chút nào, tiên hoàng cũng không dám nói ra, bằng không chính là tai ương ngập đầu. Hải vô cực có chút bi phấn, vậy vì sao phải gạt chấm, nhìn dáng vẻ hoàng đế tỏ vẻ không nói rõ chuyện thì không chịu đi, Gia cắt chỉ rất bất đắc dĩ. Trường 1316, Tần Quốc Tân Quân lại là học sinh của ngươi. Từ nhỏ, lão nô lúc trẻ đã được mông lão thánh giá quý, mang theo bên cạnh dạy dỗ, nhân lúc khả năng tu hành cũng khá đã đi tới con đường tu hành. Khi lão thánh giá còn sống cũng không ngờ lão nô sẽ có tu vi ngày hôm nay, nhưng lão thánh giá coi lão nô như một nửa đứa con trai, trước khi lâm trung đã giao lão nô cho tiên hoàng đời trước nữa. Hoàng cung đại nội vơ vét kỳ chân thiên hạ, ngẫu nhiên đạt được cấm vật bị quản chế của phiêu miếu các rơi rất ngoài thế gian. Vật ấy vẫn ở trong bí tàng của cung, người biết chuyện đều bị diệt khẩu. Tu vi của lão nô gặp phải bình cảnh khó có thể đột phá, tiên hoàng đời trước nữa đã ngầm cho lão nô dùng cấm vật này, sau đó quả thực đột phá một lần. Bất kể tiên hoàng đời trước nữa hay là lão nô đều kín miệng như bưng với chuyện này, không dám để lộ một chút nào. Trước khi tiên hoàng đời trước Lâm Trung đã nói lại tình huống của lão nô cho tiên hoàng. Đến trước khi tiên hoàng Lâm Trung, một hiện thực không thể không đối diện đặt ngay trước mắt. Lão nô đã từng trải ba triều đại, tiếp tục ở lại trong cung, tuổi thọ sẽ là vấn đề lớn lão nô sẽ tiếp tục sống trong mắt mọi người, vượt qua kỳ hạn tuổi thọ của Kim Đan, tất nhiên sẽ khiến phiêu miếu các chú ý. Có một số việc đã không thích hợp truyền tiếp đời đời nữa. Tiên Hoàng không nói cho bệ hạ tất nhiên là vì Tiên Hoàng có dự định, cũng là vì nghĩ cho bệ hạ, không phải là lão nô cố ý giấu giếm. Chỉ là thế sự khó lường, chút chuyện này của lão nô cuối cùng vẫn bại lộ trước mặt bệ hạ. Bệ hạ và Thái Hậu ghi nhớ kỹ, chuyện của lão nô quyết không thể tiết lộ, bằng không khó có đường sống. Đường sống hải vô cực có chút tự diếu cười thảm ra cát trì bệ hạ đi thôi kinh thành này không thủ được nữa rời kinh thành đi tìm chỗ trốn tránh trước qua khỏi đợt đầu sóng ngọn gió này rồi lại nói hải vô cực quay đầu lại nhìn về phía thương ấu lan nhi tử vô dụng phải liên lụy mẫu thân lưu lạc thiên nhai thương ấu lan gượng ép lắc đầu dù sao cũng hơn là mất mạng ra cát trì thái hậu không cần chịu nỗi khổ bôn ba này lão nô sẽ sắp xếp cho người đưa thái hậu tới chỗ trưởng công chúa Trường công chúa dù có nói lời oán giận cũng không đến mức từ chối mẹ của mình, ít ra vẫn hơn bôn ba tứ phía. Thương ấu lan trầm mặc, hải vô cực thì lại quay đầu lại nhìn về phía bảo khố. Thứ ở bên trong này, ai làm chủ thì cứ cho người đó. Mang theo người chỉ là trói buộc, sẽ để người người nhớ mãi không quên. Có thể nói ra lời này, nói rõ bản thân y đã biết không thể thủ vững kinh thành này được, không đi không xong rồi. Ra cát trì, cho nên lão nô mới giết bọn họ, đồ vật đã bị họ mang đi, Thứ ở bên trong nên mang đi thì bệ hạ có thể yên tâm mang đi. Hải Vô Cực bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu ý của ông ta. Sau đó, trưởng lão khác của ba đại phái lại được mời vào cung điện ngầm này. Chỉ cần là kẻ đi vào, sau đó không còn thấy đi ra. Tiếp theo, các đệ tử khác của ba đại phái chờ mãi không thấy cao tầng của phái liền đi tới cung điện ngầm tìm kiếm, kết quả bảo khố đã mở, bên trong rỗng tuếch. Họ ra ngoài truy hỏi Hải Vô Cực, được trả lời là không biết, cũng rất kinh ngạc. Hải Vô Cực nói: sau khi mở ra bảo khố, trưởng môn của ba đại phái lấy được đồ vật xong đã đi ra, triều đình lại không biết cao tầng của ba đại phái đã đi đâu. Đệ tử ba đại phái cảm giác phát mộng, không nghe thấy có động thái tranh đấu gì, nằm mơ cũng không thể tưởng được là hải vô cực có thể giải quyết những cao thủ đó. Kinh thành quả nhiên là không thủ được, điều then chốt là ai cũng biết quân đội tinh nhuệ của nước triệu bị diệt, sĩ khí lòng quân đã không còn, căn bản không có ý chí chống cự. Quan trọng nhất chính là, các môn các phái bỏ chạy, có kẻ nương nhờ hiểu nguyệt các, ngay cả đệ tử của ba đại phái cũng không tìm được cao tầng của bản phái, nghe thấy có tin quân địch đột kích nên đã lập tức bỏ chạy. Không có tu sĩ hỗ trợ phòng thủ, kinh thành này làm sao bảo vệ được. Hiểu nguyệt các dẫn phản quân đến, dễ dàng công vào trong thành. Bách quan nước triệu quỳ xuống đất ở bên ngoài hoàng cung xin hàng. Ngọc Thương dẫn đại quân nhảy vào trong hoàng cung, triệu hoàng hải vô cực đã biến mất tâm, mỹ nhân trong hậu cung treo cổ hàng loạt. Hầu như trong các tầm cung mỹ nhân nằm san sát nhau đều có người treo cổ, hương tiêu ngọc phấn. Khi sống thì đẹp như hoa, chết rồi gương mặt lại dữ tợn, lưỡi thẻ ra ngoài. Có thể nhìn ra, rất nhiều người khi còn sống đều có dấu hiệu dẫy ruộng, không muốn chết. Nhưng có người muốn họ chết, họ không thể không chết. Khi còn sống, vinh hoa phú quý đều có, lúc này hóa thành vật lắc lư trên xà nhà, không ai cam lòng. Quá nhiều người, không có cách nào mang theo nhiều người lặng lẽ thoát đi, chỉ có thể mang một số ít người rời đi, còn lại đều phải chết. Lãnh thổ này, kinh thành này, hoàng cung này cũng chỉ có thể để cho người khác chỉ có nữ nhân trong hoàng cung này là không thể cho người khác kế thừa dù là ngọc thương kiến thức rộng rãi nhìn thấy cảnh treo cổ hàng loạt này cũng tê cả ra đầu lúc rời đi đã thổn thức lắc đầu phủ thành châu kim phủ thứ xử bận rộn náo nhiệt chủ nhân trở về phủ được quét tước dọn dẹp bên ngoài phủ có một chiếc xe ngựa dừng lại một lão phụ nhân mặc áo vải gai bước xuống xe hai hạ nhân khoanh tay đi cùng trong chốc lát hải như nguyệt nhấc theo váy chạy vội ra nhìn thấy lão phụ nhân cạnh xe ngựa liên hơi dừng lại, ánh mắt đánh giá một hồi, dường như kinh ngạc đối với trang phục của đối phương, sau lại cất bước nhanh xuống bậc thang, gượng cười đối với lão phụ nhân. Mẫu thân,